Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào mừng tất cả anh chị em mình quay lại chương trình 30 ngày huấn luyện kiếm tiền bằng tiềm thức nhé. Alessio. Ok, chúng ta sẽ cùng chờ một vài phút để các bậc thầy mình tham dự đúng giờ đúng không ạ? Yes. Ok. Ok đúng rồi, các bậc thầy của chúng ta đã bắt đầu và tham dự rồi ạ. Yes. Và một cho Huy gửi lời chào thân thương cho tất cả mọi người từ xứ sở Kim Chi, Hàn Quốc nhé. Annyeonghaseyo. Chào tỷ phú la chị Phạm Thị Linh Đoan, chào tỷ phú la anh Duy Thu Nguyễn, chào tỷ phú la Nguyễn Vũ Đăng Nguyên nhé. Chào tỷ phú la Nguyễn Thị Xuân, chào tỷ phú la chị Mai Ngọc. Yes. Ok. Ok. Rồi chào. Chào tỷ phú la Phi Thắng, chào tỷ phú la chị Quyên Chu, chào tỷ phú la anh Văn Tuệ, chào tỷ phú la Hân Phan nhé. Chào tỷ phú la Đinh Thị Bích Liên nhé. Chào tỷ phú la anh Nguyễn Ngọc Toàn. Chào tỷ phú la chị Tuyết Mai Trần. Ok, những chị mình mới vào thì mình có thể là share stream và tag tên những bạn của mình vào để chúng ta bắt đầu nhanh chóng đúng không ạ, để mọi người có thể nhanh chóng bắt đầu tham dự livestream nhé. Ok, chào tỷ phú la em Phạm Thị Xuân Thu nhé. Chào tỷ phú la chị Hê Hương Giang. Chào tỷ phú la anh Nguyễn Xuân Nam. Ok. Ok, rất là tuyệt vời. Chào tỷ phú la chị Đông Ngô, chào tỷ phú la anh Phi Thắng, chào tỷ phú la Nguyễn Sơn nhé. Ok, những chị em mình có thể là tag tên như các bạn của mình vào và share livestream đúng không ạ? Chúng ta nhanh chóng. Chào tỷ phú la em Đinh Thu Thủy nhé. Chào tỷ phú la bạn Trần Gia, chào tỷ phú la cô Hải Tạ, chào tỷ phú la Phạm Chi. Chào tỷ phú Nana nhé. Ok. Rồi, ngày hôm nay thì anh chị em mình ai đã bỏ quỹ tự do tài chính đã trả cho mình trước rồi thì mình comment số 1 anh chị nhé. Mình comment số 1 ạ. Chào tỷ phú la Lan Phương, chào tỷ phú la Văn Truyền. Đúng không ạ? Những anh chị em nào ngày hôm nay đã bỏ quỹ tự do tài chính trả cho mình trước thì mình comment số 1 anh chị nhé. Chào tỷ phú la Hoàng Long, chào tỷ phú la Hà Nguyễn Hồng, chào tỷ phú la Nana. Yes. Ok. Đúng không ạ? Luôn luôn phải nhớ là gì? Những người chưa giàu có thành công thì họ không bao giờ đầu tư. Tuy nhiên rằng là khi chúng ta đã quyết định chúng ta là những người giàu có thành công thì việc đầu tiên là chúng ta phải trở thành một nhà đầu tư chủ động đúng không ạ? Như livestream ngày hôm qua Huy đã chia sẻ rồi. Phải trở thành một nhà đầu tư chủ động và chúng ta luôn luôn tích luôn làm việc đúng không ạ? Nhà đầu tư chủ động là chúng ta vừa làm việc và đầu tư để thắng anh chị nhé. Chào tỷ phú la sữa tốt Hường Diên. Ok. Và chúng ta làm việc và đầu tư để thắng. Và nhớ là điều gì ạ? Phải luôn luôn trả cho mình trước. Đó là một cái quy tắc thịnh vượng đầu tiên của người thành công, của các triệu phú, các tỷ phú la. Ok, rất tuyệt vời. Chào tỷ phú la Nguyễn Diễm nhé. Các anh chị em mình mới vào, mình có thể là share livestream và tag tên những người bạn của mình vào được không ạ? Ok. Rồi, anh chị nào đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi, đã trả cho mình trước rồi thì mình comment số 1 anh chị nhé. Chào tỷ phú la Trần Nguyệt nhé. Ok. Rồi, thì bây giờ mình có thể là comment 3 thành công của mình trong ngày hôm nay là gì được không ạ? Anh chị em có thể comment trong lúc mình chờ mọi người vào đông đủ thì mình có thể là comment 3 thành công của mình là gì được không ạ? 3 thành công trong ngày hôm nay của mình là gì? Rất là hay luôn. Chào tỷ phú la Trần Xuân, chào tỷ phú la Trần Dung, chào tỷ phú la Mai Huệ, chào tỷ phú la em Hồ Trung Nhi nhé. Chào tỷ phú la chị Hải Trần ạ. Ok.
Yes. Anh chị em có mình có thể comment 3 thành công của mình trong ngày hôm nay là gì được không ạ? Chào tỷ phú La Phạm Chi nhé. Ok. Chào tỷ phú La Lê Lu. Ok. Thì bây giờ mình ôn lại kiến thức ngày hôm qua một tí. Bản chất là gì? Là một nhà đầu tư chủ động. Khi chúng ta đầu tư thì muốn là một nhà đầu tư thành công, một nhà đầu tư chủ động, thì việc đầu tiên thì anh chị cần phải có tư duy, đúng không ạ? Cần phải là một chuyên gia về tài chính cho chính mình. Chúng ta đầu tư mà chúng ta những người đầu tư không thành công ở ngoài kia thì toàn là những người nghe và nói, những người nghe người này nghe người khác, nghe người thân này, nghe người anh chị bạn bè, ông hàng xóm, bà hàng xóm, hay là nghe một cái cô bà bạn mà quen nhau ba bốn chục năm các kiểu. Thì bản chất là khi chúng ta chỉ đầu tư vì chúng ta nghe và tin người khác thôi thì chúng ta đã thật sự là một chuyên gia về cái lĩnh vực đó chưa? Chúng ta đã có tư duy về cái tài chính chưa? Chúng ta có tầm nhìn về cái lĩnh vực chúng ta đầu tư chưa? Hay là chúng ta đã có được cái kiến thức về cái lĩnh vực, cái thị trường mà chúng ta tham gia chưa? Đúng không? Và nếu như câu trả lời là chưa thì rất chia buồn cho những anh chị nào là đã từng đầu tư mà mình chưa chuẩn bị tư duy, mình chưa có phát triển được cái tầm nhìn dài hạn, mình chưa có kiến thức và mình cũng chưa có thông tin, mà mình không lấy được thông tin chính xác từ những người giàu mà chỉ nghe thông tin từ báo đài, từ việc là xem trên Google, trên YouTube, trên Facebook vân vân, là thông tin từ những người chưa giàu. Thì xin chia buồn với tất cả anh chị là anh chị đã trả cho người khác giàu lên, chứ không, cái số tiền đó nó không không trả cho mình giàu lên đâu anh chị. Ok, rồi chúng ta cùng thành công của tỷ phú La Đinh Thị Bích Liên. Tỷ phú La Đinh Thị Bích Liên thành công là tiền về là 265 triệu đồng. Yes, tôi là những tiền xin mời. Yes, siêu vào luôn. Ôi, chúc mừng tỷ phú La Đinh Thị Bích Liên nhé. Siêu giỏi luôn, siêu xuất sắc luôn. Ôi, siêu tuyệt vời. Yes, siêu tuyệt vời luôn. Một tràng vỗ tay cho bạn tỷ phú La Đinh Thị Bích Liên. Tiền về ngày hôm nay là 265 triệu đồng. Yes, tôi là nói trong tiền. Xin mời. Yes, siêu tuyệt vời. Chúc mừng tỷ phú La Đinh Thị Bích Liên nhé. Được ăn uống miễn phí, đọc sách và chia sẻ sức mạnh thức cho hai người. Chính xác là như vậy. Quá khủng luôn. Tiền một ngày về 265 triệu. Quá tuyệt. Chào tỷ phú La Hiệp Trần nhé. Chào tỷ phú La Trương Hồng Sơn. Thì ba Trương Hồng Sơn là được ăn miễn phí cả ngày, tiền về là 140.000 đồng. Yes, tuyệt vời. Thứ hai là xem livestream của Định Trịnh Huy. Đúng giờ. Ok. Chờ tỷ phú La Hoàng Công nhé. Tỷ phú La Trần Xuân là được ăn uống miễn phí, hay là tiền về là 4 triệu 900 nghìn đồng. Yes, tuyệt vời. Tôi là những tiền xin mong mong. Yes. Chúc mừng tỷ phú La Trần Xuân. Hay là bỏ quỹ tự do tài chính là 1.000 đồng. Siêu tuyệt vời, chính xác như vậy. Tỷ phú La Phân Phan là đi đường thông thoáng và an toàn, được ăn miễn phí, thực hành lòng biết ơn. Quá tuyệt vời, chúc mừng em. Tỷ phú La Anh Nguyễn Ngọc Toàn là tiền về 1 triệu, đúng không ạ? 1 triệu 100 nghìn đồng. Siêu vời, chúc mừng anh Nguyễn Ngọc Toàn nhé. Hai là bỏ quỹ tự do tài chính. Ba là xem livestream đúng giờ. Bốn là đọc sách tại sao chúng tôi muốn bạn giàu. Chính xác như vậy. À, hôm nay là ngày thứ sáu đúng không anh chị? À, thứ sáu rồi, rất là tuyệt vời. Hôm nay là buổi tối thứ sáu thì ở đây cũng là cái đêm nay thì cũng là cái đêm rất là tuyệt vời luôn. Vì ngày mai là chúng ta sẽ được nghỉ nghỉ ở nhà, đúng không ạ? Được nghỉ ở nhà và chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta dành thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho những cái mà thú vui của mình. Và nó sẽ rất rất tuyệt vời nếu mà anh chị dành cái thời gian quý báu đó để cho việc phát triển tư duy, đọc sách, đúng không ạ? Cứ hình dung là một cái ngày thứ bảy, một buổi sáng thứ bảy, mà trong khi bao nhiêu người khác thì họ đi chơi, họ đi hẹn hò, hay là họ làm những cái việc gì đó giúp cho là người khác giàu lên, thì anh chị lại ngồi, đúng không ạ? Mình ngồi ở một nơi yên tĩnh, mình đọc sách, phát triển tư duy, và mình phát triển tư duy lên, phát triển tầm nhìn lên, và từ đó thì mình đang trả cho mình trước, rất là tuyệt vời luôn. Chào tỷ phú là anh Văn Tuệ nhé. Anh Văn Tuệ thì thành công là gì? Đọc sách tại sao chúng tôi muốn bạn giàu, xem livestream đúng giờ và được ăn miễn phí silver. Chúc mừng anh Văn Tuệ nhé. Tỷ phú là chị Mai Huệ ạ. À, tiền về ngày hôm nay là 16 triệu đồng. Yes. Silver luôn. Chúc mừng tỷ phú là chị Mai Huệ. Siêu xuất sắc luôn. Tôi là nói chung thì silver. Yes.
Thứ hai là có 5 đơn hàng và thứ ba là bỏ quỹ tự do tài chính. Chính xác như vậy, chúc mừng chị Mai Huệ nhé. Rồi, chị Lê Hương Giang là bỏ quỹ tự do tài chính, đọc sách, xem livestream của tỷ phú đô Trịnh Huy và tiền về là 1 triệu 200 nghìn đồng. Yes, tôi là đứng có tiền, chúc mừng chị Lê Hương Giang siêu tuyệt vời luôn. Tiền về quá nhiều luôn chị. Rồi, tỷ phú la Phạm Thị Linh Đoan là tiền về là 5 triệu 399 nghìn đồng. Yes, siêu tuyệt vời, chúc mừng tỷ phú la Phạm Thị Linh Đoan. Thứ hai là nghe sách người giàu có nhất thành Babylon và thứ ba là xem livestream của Trịnh Huy đúng giờ. Chính xác như vậy. Tỷ phú la Nguyễn Vũ Đăng Nguyên là dọn đồ chuẩn bị đi sang ở cùng đồng đội đúng không ạ? Đọc sách bí mật tư duy phú và xem livestream đúng giờ, rất tuyệt vời. Thành công của tỷ phú la Nguyễn Diễm đúng không ạ? Là đi chơi Hàn Quốc tiền vẫn về 6 triệu. Yes, được đi chơi Everland siêu tuyệt vời. Ok. Rất là nhiều thành công luôn. Ok, rất là nhiều anh chị comment thành công đây nhưng mà nó bị trôi mất rồi. Bị trôi mất rồi. Tỷ phú la Nguyễn Thị Xuân đúng không ạ? Tỷ phú la Nguyễn Thị Xuân bỏ quỹ tự do tài chính xem livestream của Trịnh Huy và lợi nhuận về là 486.000 đồng. Yes, siêu tuyệt vời. Chúc mừng tỷ phú la Nguyễn Thị Xuân nhé. Siêu tuyệt vời luôn. Chia sẻ livestream tối qua tư duy tầm nhìn dài hạn cho rất nhiều người, chính xác là như vậy. Ok rồi, và chúc mừng tất cả các bậc thầy mình có rất là nhiều kết quả đúng không ạ. Tỷ phú la chị Huyền Nguyễn là thành công trong ngày là gieo hạt sức mạnh tiềm thức, tiền về là 27 triệu 530 nghìn đồng. Yes, tôi là đem cái tiền, xin mời. Yes, chúc mừng tỷ phú la chị Huyền Nguyễn nhé, siêu tuyệt vời luôn. Chúc mừng chị xem livestream của Huy đúng giờ, chính xác là như vậy. Siêu khủng luôn anh chị, rất là tuyệt vời. Tỷ phú la bạn Huỳnh Ngọc Thanh Tú đúng không ạ? Hôm nay tiền về là 18 triệu đồng. Yes, silver, chúc mừng tỷ phú la Huỳnh Ngọc Thanh Tú nhé. Siêu tuyệt vời luôn. Yes. Tôi nợ cho tiền thuốc tiền, xin cảm ơn. Yes. Chào tỷ phú la anh Nguyễn Thắng nhé. Tỷ phú la Phạm Thị Thơm là bỏ quỹ tự do tài chính, được mời đi cà phê miễn phí đúng không ạ? Chia sẻ sức mạnh tri thức cho hai người bạn và ba là xem livestream của anh chị Huy đúng giờ. Xin vâng, những chị em mình mới vào mình có thể là share livestream và tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta là nhanh chóng bắt đầu livestream anh chị nhé. Tỷ phú đô la Nguyễn Bình là được nhận quà hay là tiền về là 1 triệu 179 nghìn đồng nha. Xin vâng, chúc mừng tỷ phú đô la Nguyễn Bình nhé. Bỏ quỹ tự do tài chính và share livestream đúng giờ, chính xác như vậy. Tỷ phú đô la Nana. Tỷ phú đô la Nana. Thành công ngày hôm nay là tiền về là 16 triệu đúng không ạ? 16 triệu 65 nghìn 500 đồng. Yes, và chúc mừng tiền của này nhé, tiền sửa siêu nhiều luôn đúng không ạ? Và đọc sách bí mật tư duy triệu phú, bỏ quỹ tự do tài chính, chính xác là như vậy. Chị Hải Nguyễn Hồng là thành công là bỏ quỹ tự do tài chính, tiền về là 2 triệu đồng và xem livestream của Huy. Quá tuyệt vời, chúc mừng chị Hải Nguyễn Hồng nhé. Ok. Rồi, chào tỷ phú La Đinh Thu Thủy nhé. Tỷ phú La Phạm Thị Xuân Thu là đọc sách Tại sao chúng tôi muốn mình giàu, chia sẻ sức mạnh tri thức, cơ hội đầu tư cho ba người bạn và bỏ quỹ tự do tài chính và xin đúng giờ. Silver, chúc mừng tỷ phú La Phạm Thị Xuân Thu nhé. Ok. Rồi, những chị em mình mới vào mình có thể là share livestream và tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta nhanh chóng bắt đầu livestream, bắt đầu kiến thức ngày hôm nay anh chị nhé. Rồi. Thì bây giờ thì chúng ta cùng đúng không ạ? Cùng tuyên bố, tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc, tôi luôn chi cho bản thân trước, tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cách sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính, tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả những việc tôi làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi tạo ra không ngừng thu nhập thụ động. Tôi là triệu phú đô la. Yes. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi thì chơi tiền bạc giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền khiến cho cuộc sống tôi dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích. Tôi xứng đáng cho nên giàu có vì tôi theo giá trị của cuộc sống của người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cừ khôi. Tôi thật sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ, phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là tỷ phú đô la. Yes.
Tỷ phú la cô hạ tạ là thành công là một là bỏ quỹ tự do tài chính, hai là tiền về là 4.500.000 đồng. Yes, Silver chúc mừng cô tỷ phú la hạ tạ nhé. Và thành công thứ ba là xem livestream của Trịnh Huy đúng giờ. Ok, rất tuyệt vời luôn. Ok thì chúng ta ôn lại, đúng không? Chúng ta sẽ dành khoảng là thêm 5 phút để chúng ta ôn lại những kiến thức ngày hôm qua anh chị nhé. Thì bản chất là gì? Muốn đầu tư, khi mà chúng ta đã tham gia vào thị trường đầu tư thì chúng ta luôn luôn là việc đầu tiên là cần phải chuẩn bị tư duy, đúng không ạ? Cần phải có một tư duy của một người thành công và giàu có, phải có tư duy của một nhà đầu tư chủ động, phải có tư duy của một nhà đầu tư chủ động anh chị nhé. Và nhà đầu tư chủ động thì Huy nhắc lại là những nhà đầu tư chủ động là những người gì ạ? Là họ vừa làm việc và đầu tư để thắng anh chị nhé. Và bây giờ thì Huy thử test lại một cái kiến thức ngày hôm qua thôi, một cái hôm qua Huy đã chia sẻ rồi. Theo anh chị thì cái tư duy bỏ trứng vào nhiều rổ, tư duy bỏ trứng vào nhiều rổ là tư duy đầu tư tập trung hay là đầu tư phân tán ạ? À? Đây, chúng ta cùng test lại kiến thức ngày hôm qua nhé. Đây là những cái kiến thức cực kỳ quan trọng luôn. Theo anh chị thì tư duy bỏ trứng vào nhiều rổ là tư duy đầu tư tập trung hay là tư duy đầu tư phân tán ạ? Yes. Ok, đúng rồi, anh chị hãy comment cái câu trả lời của mình đi ạ. Yes, chính xác, rất là nhiều anh chị comment, đúng ạ, đúng rồi. Đúng ạ, tư duy mà bỏ trứng vào nhiều rổ đó chính là đầu tư tập trung. Có nghĩa là gì? Đây là tư duy của tỷ phú đô la và đây là tư duy của nhà đầu tư đại tài Warren Buffett. Là tư duy này bản chất là gì ạ? Có nghĩa là đầu tư thì tôi đầu tư một lần, tôi đầu tư thì tôi đầu tư rất nhiều rổ, tôi bỏ trứng vào rất nhiều rổ, tôi bỏ tiền của tôi vào rất là nhiều cái dự án, rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên đầu tư vào rổ nào cũng đều phải thắng hết, bất cứ rổ nào cũng đều phải thắng hết. Có nghĩa gì? Ông ấy từ Warren Buffett là ông ấy nghiên cứu thị trường, ông ấy có đầu tiên ông ấy phải có tư duy, ông ấy có tầm nhìn về chiến lược, tầm nhìn về cái thị trường hay là cái lĩnh vực mà ông ấy định đầu tư, và sau đó ông ấy trở thành một chuyên gia, ông ấy nghiên cứu và hiểu rõ về cái thị trường đó, là có kiến thức, đúng không ạ? Có kiến thức và cuối cùng thì ông ấy nắm bắt thông tin từ những người giỏi nhất. Mà những người giỏi nhất là những ai ạ? À? Là những người đã thành công trong lĩnh vực đó. Những người đã thành công trong lĩnh vực đó lấy thông tin từ những người đã thành công, những người chuyên gia đầu ngành. Đầu ngành là top, Huy đang nói là top world class, là top của thế giới chứ không phải là cái top mà kiểu như là những cái người mà tự xưng ấy, anh chị biết các chuyên gia tự xưng không? Nói gì tôi có kinh nghiệm 15 năm, 20 năm nhưng mà thật sự là họ chả biết gì hết. Họ chỉ là chém gió thôi, trời, họ chỉ là xạo thôi. Đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta biết được một người là chuyên gia thật, một cái người là chuyên gia thật và một người chỉ là cái người tự xưng thôi? Thì chúng ta xem tư duy của họ, chúng ta test tư duy của họ. Và bản chất tại sao mà Huy nói chỉ là luôn liên tục phải đọc sách, phải xem livestream và tổng kết livestream là bởi vì để cho anh chị có được học được cái tư duy gốc rễ của người giàu, tư duy gốc rễ của người thành công thật sự. Và nếu như anh chị gặp một người họ tự nhận họ là một chuyên gia, họ tự nhận họ là một người thành công, thì anh chị chỉ cần hỏi một vài câu test xem tư duy của họ thôi. Test xem những cái tư duy, họ có tư duy triệu phú chưa? Họ nói là tôi là triệu phú la đúng không? Đúng là tôi là đa triệu phú la, tôi đang có những dự án hàng nghìn tỷ vân 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 vân. Chúng ta không cần quan tâm, không cần nghe họ nói gì. Chúng ta chỉ hỏi một số câu là giống như là họ là con họ test những cái tư duy về đầu tư, test về những cái tư duy về tài chính, test những cái bộ tư duy của người giàu có nhà hàng Babylon hay những cái tư duy của tư duy triệu phú. Đúng không? Và khi chúng ta test và chúng ta thấy rằng a, cái người này có tư duy thật. Người này thật sự là có tư duy thật. Có nghĩa là họ khả năng cao là họ đã thành công rồi. Và lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu nghe tiếp cái dự án của họ. Và khi chúng ta nghe thì mọi người phải nhớ là gì? Chúng ta nghe và chúng ta
nghe ở đó thôi đúng không ạ? Chúng ta nghe, sau đó chúng ta phải kiểm chứng lại anh chị nhé, kiểm chứng lại, chứ không phải là chúng ta nghe xong chúng ta tin luôn. Một rất là nhiều anh chị là chỉ nghe và nói thôi, thấy người ta nói hay quá xong rồi tin luôn, xong đầu tư luôn, xong rồi cũng mất tiền luôn. Chúng ta nghe nhưng mà chúng ta phải kiểm chứng lại đúng không ạ? Phải kiểm chứng lại. Và kiểm chứng như thế nào thì nó tùy lĩnh vực thôi, nói chung là cái này thì Huy cũng có cũng 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 tùy. Một nếu mà vào cái lĩnh vực tài chính và công nghệ thì Huy có thể giúp anh chị được, đúng không ạ? Về lĩnh vực tài chính, công nghệ với bất động sản là những cái lĩnh vực của các tỷ phú la tham gia vào ấy thì Huy có thể test cho anh chị được, còn những lĩnh vực khác thì Huy không chưa chưa dễ để hỗ trợ anh chị được không ạ? Đấy thì mình đúng không ạ, để là một nhà đầu tư thành công, một nhà đầu tư chủ động thì bắt buộc phải có là tư duy độc lập, tư duy chịu trách nhiệm cho bản thân của mình, tư duy triệu phú, và phải biến thành một phải tự biến bản thân mình thành một chuyên gia về tài chính. Tự bạn trở thành một chuyên gia về tài chính, bạn biết quản lý tiền của mình, bạn biết rõ ràng là tiền của mình đầu tư là đầu tư vào cái gì, đầu tư vào lĩnh vực gì và nó tạo ra giá trị gì cho cuộc đời này. Tại vì trong cái livestream mà Huy nói là gì, tiềm thức và của cải vật chất, thì Huy nói là gì, một số tiền đúng không ạ, một số tiền được sinh ra tương ứng với lại cái giá trị được tạo ra trong cộng đồng, và cứ cứ có giá trị được sinh ra thì tiền nó được tạo ra. Đấy thì bản chất là cái những cái lĩnh vực anh chị đầu tư nó mang lại giá trị gì cho con người, nó mang lại giá trị hữu ích gì cho cộng đồng, nó mang lại cái dịch vụ gì. Giống như bây giờ chúng ta mua một chai nước đúng không, cái chai nước này chúng ta mua cái chai nước này thì chai nước này có trị giá là bao nhiêu đúng không, ví dụ như ở Việt Nam thì khoảng là 10.000 đúng không, 10.000 Việt Nam, thì cái chai nước này trị giá 10.000, vậy thì giá trị nó tạo ra là gì? Thứ nhất là từ những nắp chai này đó, rồi từ cái thân chai, những cái này là cũng phải tốn công tốn tiền để tạo nên đúng không ạ? Và nước này họ phải có là gồm những cái chất gì ghi tiếng Hàn không không hiểu lắm đó, nó phải có là chất chất béo, chất sodium gì đó, rồi protein đó, vân 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 vân, có những cái chất bổ này anh chị không ạ, rất là nhiều chất luôn, đồng chì cái kiểu ghi tiếng Hàn không à. Đấy thì nó có mang lại một cái giá trị, và chúng ta uống nước, chúng ta mua chai nước này thì nó có giá trị cho chúng ta, thì và vì chúng ta mua chai nước này thì chúng ta phải đổi thành một số tiền tương ứng là khoảng 10.000 đồng, có nghĩa là bất và nếu như đúng không, và cái chai nước này thì có doanh nghiệp, có công ty mà tạo ra nó không à, sẽ có công ty sản xuất cái chai nước này. Và ngày xưa thì nếu chúng ta hiện tại nó đang sản xuất, thì nếu như ai đầu tư vào cái doanh nghiệp này, đầu tư là bỏ tiền cho cái chủ doanh nghiệp này để họ tiếp tục phát triển cái doanh nghiệp này, thì đây là giá trị thật đúng không, đây là một giá trị thật. Đấy có nghĩa là khi mà mình đầu tư cái gì đó thì mình phải biết rằng cái giá cái thứ mình đang đầu tư ấy, cái lĩnh vực mình đang đầu tư, cái thứ mình đang đầu tư nó mang lại giá trị gì cho cộng đồng, cho xã hội này, nó có dịch vụ như thế nào đúng không, hay dịch vụ ví dụ như là dịch vụ là người ta chở, người ta grab hay là những cái neo đặt ship hàng ấy, giống như là bây giờ mình có những dịch vụ là người ta là mang mang đồ từ ship hàng từ nơi này sang nơi khác, ship từ quán ăn đúng không, ship đồ ăn đến nhà chúng ta, thì cái dịch vụ họ bỏ ra công sức thời gian của họ để họ mang cái món đồ đó đến nhà của chúng ta, thì đó là cái dịch vụ họ tạo ra, anh chị không ạ? Hay là cái việc mà khi mà mình đi nghe nghe hòa nhạc này, hay là mình nghe hòa nhạc, hay là mình coi các ca sĩ hay là các diễn viên, các ca sĩ họ biểu diễn, chúng ta có phải trả tiền không ạ? Chúng ta phải trả tiền. Bởi vì sao? Bởi vì các người ca sĩ, những cái người mà hòa nhạc, những cái người nhạc công, họ cũng dùng công sức, thời gian và trí tuệ, và họ làm, họ đánh những cái bản nhạc hay, họ hát trao cho chúng ta những cái ca khúc rất là tuyệt vời. Và cái số tiền và cái công sức họ bỏ ra thì chúng ta bỏ tiền ra để được nghe, được trải nghiệm những cái dịch vụ đó. Đó gọi là dịch vụ. Thì đó là những cái dịch vụ thật, những cái giá trị thật cho con người, mang giá trị cho con người. Đúng không ạ? Rồi một điều nữa là khi mà chúng ta phải biết là gì, khi đầu tư thì phải có một thứ vô cùng quan trọng, đó chính là tầm nhìn. Đó chính là tầm nhìn. Và tầm nhìn thì chúng ta phải nói đi nói lại,
Theo anh chị thì các tỷ vua là giàu lên là nhờ tầm nhìn chi tiết ngắn hạn hay là tầm nhìn tổng thể và dài hạn ạ? Theo anh chị thì các tỷ phú la họ giàu lên là nhờ tầm nhìn chi tiết ngắn hạn hay là tầm nhìn tổng thể và dài hạn ạ? Chính xác, các tỷ phú la đều từ những cái tầm nhìn tổng thể và dài hạn. Cho nên rằng là muốn muốn là một nhà đầu tư chủ động thì phải có tầm nhìn dài hạn. Và tầm nhìn dài hạn là gì? Là từ 20 năm và xa hơn nữa, đúng không ạ? Thì Huy sẽ có một cái livestream nói về tầm nhìn riêng, nên anh chị cứ yên tâm. Thì khi mà anh chị thấy được về Huy sẽ có cái live, sau cái livestream đó thì anh chị sẽ thấy được, hiểu được rõ về cái tầm quan trọng của tầm nhìn và tại sao chúng ta phải có tầm nhìn. Và bản thân là gì? Muốn trở thành triệu phú đô la thì anh chị chỉ cần đọc ba quyển sách là Bí mật tư duy phú, Người giàu có nhất Babylon với lại là Sức mạnh tiềm thức, là hoàn toàn anh chị có tư duy dư sức thành triệu phú đô la rồi, kiếm hàng triệu đô dễ dàng rồi. Nhưng để trở thành tỷ phú đô la thì là một câu chuyện khác, đúng không ạ? Để trở thành tỷ phú đô la thì anh chị cần phải có một thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn dài hạn nhé, chứ không phải chỉ đơn là dạng là tầm nhìn anh chị nhé. Tầm nhìn dài hạn là từ 20 năm và xa hơn nữa. Ok. Rồi. Một yếu tố nữa là gì? Khi đầu tư thì là phải có tư duy độc lập, không nghe theo số đông, không nghe theo bầy đàn. Tại vì phải nói đi nói lại với anh chị là theo anh chị thì người giàu với người chưa giàu thì ai đông hơn ạ? Chính xác, người chưa giàu đông hơn. Nên chúng ta cần phải có một cái tư duy độc lập, đúng không ạ? Không chỉ nghe và nói mà hãy trở thành một chuyên gia về tài chính, phải có tư duy, phải có tầm nhìn và có kiến thức và thông tin của riêng mình. Tự chúng ta check những thông tin đó và chúng ta tự ra quyết định có nên đầu tư hay không. Chứ không phải là anh chị cứ thấy là một cái người nào đó xong họ nói nghe hay quá xong mình đầu tư. Như vậy là mình đang lấy tiền trả cho người khác rồi, đúng không ạ? Mình phải có khả năng quản lý được cái số tiền của mình, được không ạ? Ok. Yes, rất tuyệt vời. Như anh chị em mình mới vào thì mình có thể là share livestream và tag tên những người bạn của mình, được không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái thứ cực kỳ quan trọng luôn. Cái đây là một cái gọi là cái key đúng không ạ? Một cái gọi là bí kíp quan trọng nhất trong việc sử dụng sức mạnh tiềm thức. Hôm nay Huy sẽ chia sẻ cho anh chị cái bí kíp quan trọng nhất trong việc sử dụng sức mạnh tiềm thức. Mà chỉ cần anh chị biết bí kíp này thôi thì mọi lợi lạc, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này đều đến với anh chị. Đúng không ạ? Hôm nay là cái livestream mà Huy phải nói là Huy tâm đắc nhất trong chuỗi livestream 30 ngày ở chị Z. Nên là mình những chị mình mới vào thì mình có thể là ngay lập tức mình share livestream và tag tên mọi người vào để mọi người có thể là đón nhận được những cái hẹn tốt về tài chính, giúp cho mọi người có thể là ứng dụng sức mạnh thức tốt nhất, được không ạ? Ok. Rồi thì một cái nữa là để làm một nhà đầu tư chủ động thì phải có tư duy của kim tứ đồ, đúng không ạ? Tư duy của kim tứ đồ, vì mình phải hiểu rằng gì? Muốn trở nên giàu có thành công thì chúng ta phải có được bức tranh toàn cảnh, phải có được tư duy của kim tứ đồ thì mới có thể là nhanh chóng trở nên giàu có và thành công. Phải ra quyết định là mình nằm trong bên phải của kim tứ đồ anh chị nhé. Ok. Rồi. Và bây giờ thì là Huy sẽ chia sẻ cho anh chị là một cái bí kíp quan trọng nhất trong việc sử dụng sức mạnh tiềm thức. Chào tỷ phú La Hoàng nhớ nhé. Ok, chào tỷ phú La Trương Hồng Sơn. Đúng ạ. Hôm nay Huy sẽ chia sẻ là một cái bí kíp quan trọng nhất trong việc sử dụng sức mạnh thức. Đó là 6 quy luật bất biến của vũ trụ. Đúng không ạ? 6 quy luật bất biến của vũ trụ. Thì cái 6 quy luật vũ trụ này thì bản chất thì những anh chị nào mà hay đi học các khóa học phát triển bản thân, hay đọc sách, hay là hay xem những cái mà tài liệu về luật hấp dẫn vân vân thì mình đọc rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là mình đã thật sự hiểu về nó chưa? Mình đã thật sự ứng dụng thành công chưa? Mình đã thật sự giác ngộ về 6 quy luật bất biến của vũ trụ chưa? Và như Huy chia sẻ với anh chị là gì ạ?
có 3 cấp độ học, đúng không? Có 3 cấp độ học. Cấp độ học thứ nhất đó là biết. Cấp độ học thứ nhất đó là biết, đó là anh chị vừa đọc một quyển sách hay anh chị vừa nghe một ai đó chia sẻ về một kiến thức mới và anh chị biết 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 về kiến thức đó. Và anh chị chỉ biết thôi. Anh chị chỉ biết cái kiến thức đó thôi. Và biết là nó có tồn tại nhưng mà thật sự là chưa hiểu rõ về nó. Hay thậm chí anh chị hiểu rồi nhưng mà mình cũng chưa ứng dụng được, chưa ứng dụng. Thì nó gọi chỉ gọi là biết thôi, cấp độ số 1 thôi. Ở cấp độ số 2 là như thế nào ạ? Là anh chị biết về nó, anh chị nghiên cứu về nó, anh chị bắt đầu ứng dụng nó, ứng dụng cái kiến thức đó. Và anh chị cũng có một số kết quả và anh chị hiểu được, đúng không ạ? Mình hiểu rõ về nó và sau đó hiểu rõ về cái kiến thức đó. Và anh chị có khả năng chia sẻ lại được cho người khác. Thì đó là cấp độ học số 2. Đúng không ạ? Thì đó gọi là cấp độ học số 2. Đó là cấp độ gọi là cấp độ giống như là speaker ấy. Đúng không ạ? Cấp độ học thứ 2 là cấp độ hiểu. Cấp độ học thứ nhất là cấp độ biết. Cấp độ học thứ 2 là cấp độ hiểu. Cấp độ hiểu thì là bản chất là anh chị đã ứng dụng một phần nha. Mình cũng đọc, mình cũng hiểu, mình cũng nghiên cứu chuyên sâu và mình có thể chia sẻ lại được cho người khác. Thì đó là cấp độ thứ 2, đó là hiểu anh chị nhé. Yes, đó là cấp độ hiểu. Và có một cái cấp độ cao hơn, đó là cấp độ số 3. Cấp độ số 3 là gì? Cấp độ số 3 là anh chị hiểu rõ về cái, anh chị hiểu, anh chị biết về cái kiến thức đó và anh chị ứng dụng vào cuộc sống. Và khi mình ứng dụng vào cuộc sống và mình thành công nhờ sử dụng cái kiến thức đó thì đó là cấp độ số 3. Và cấp độ số 3 thì gọi là cấp độ ngộ, đúng không ạ? Là ngộ. Cấp độ học số 3 là khi anh chị biết, anh chị hiểu về kiến thức, một cái loại kiến thức đó và anh chị ứng dụng và thành công. Thành công thì mới gọi là cấp độ số 3. Đó là cấp độ ngộ, giác ngộ anh chị. Giác ngộ. Và nhiều người thì hay lạm dụng cái từ ngộ này. Rất là nhiều người luôn, họ chỉ mới là ở cấp độ số 1 thôi nhưng mà họ hay dùng cái lạm dụng cái từ này nên là Huy cũng không biết nó làm sao. Tuy nhiên thì bản chất là nếu như bạn thật sự nghĩ rằng mình là ở cấp độ số 3 trong một cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải ứng dụng cái đó và thành công, đúng không ạ? Và thành công rồi thì mới gọi là ngộ. Còn nếu như bạn chia sẻ được cho người khác, bạn có thể là dạy được cho hàng nghìn người, đúng không? Hàng triệu người luôn, giống như những cái giảng viên quốc tế, những cái giảng viên trong những cái trường đại học thì đã dạy cho hàng chục nghìn người, bao nhiêu là sinh viên về kinh tế rồi, bao nhiêu là sinh viên về tài chính, bao nhiêu là sinh viên về quản trị rồi. Nhưng mà những cái người đó là chưa chắc là đã giàu bằng Huy. Nói đơn giản như vậy thôi. Đấy. Thì ngộ, cấp độ thứ ba của việc học đó là ngộ. Ngộ là bạn ứng dụng những cái kiến thức đó và bạn thành công thì mới nó là ngộ được. Còn nếu bạn chỉ có thể là bạn chia sẻ lại được thôi thì nó chỉ mới là cấp độ hiểu thôi anh chị. Mới cấp độ hiểu thôi. Ok, rồi. Thì có một sự thật rằng là trong cuộc đời này thì rất là may mắn. Rất là may mắn là khi còn nhỏ thì Huy là được rất là được nghe nhiều về pháp Phật. Huy rất là được hay nghe về những cái về Phật Pháp anh chị, Phật Pháp, Pháp Phật vân vân. Thì bản chất là mình thì rất là may mắn, rất là kỳ là mình có một cái tư duy nó lạ lắm. Đa phần thì gì? Đa phần mọi người khi mà được nghe về những cái về tâm linh ấy, nghe về Pháp hay nghe về tâm linh là đa phần là trẻ trẻ em là nghe bố mẹ nói gì là tin luôn, đúng không ạ? Là tin luôn. Nhưng mà từ nhỏ thì Huy có một cái luôn luôn là khi mà mình nghe những cái răng đe hay là mình nghe về những cái Phật Pháp hay là những cái yếu tố mà về tâm linh ấy thì mình thật sự là mình luôn luôn đặt câu hỏi anh chị, luôn luôn đặt câu hỏi là gì? Tại sao nó lại như vậy? Tại sao lại có những cái điều như vậy? Tại sao mà mình làm như vậy thì làm thế này thì sẽ có cái điều gì đến với mình? Tại sao những cái chuyện này lại xảy ra? Ai đã chứng thực rồi, tại sao mọi người lại tin vào nó? Đó, mình cứ đặt những câu hỏi đó và mình luôn 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 lúc nào cũng đi tìm kiếm câu trả lời.
Và sau khi mà Huy trải nghiệm và ứng dụng những cái quy luật vũ trụ này đúng không ạ? Bắt đầu là mình bắt đầu ứng dụng thì mình bắt đầu là chính bằng chính cái bằng chính mình nha anh chị nhé, ứng dụng bằng chính mình. Và tới một cái thời điểm là khi mà Huy qua một cái chương trình gọi là cái chương trình mà làm việc với tiềm thức anh chị, lúc đó là mình thật sự là mình dành ra một cái khoảng thời gian để mình là ngẫm nghĩ lại và mình thiền đúng không ạ, mình thiền. Và trong cái thời gian thiền đó thì Huy mới thiền liên tục trong vòng 10 ngày. Thì trong cái khoảng thời gian mà khi mà mình đi thiền đó thì sao, thì mình mới thật sự là không được nói này, không được giao tiếp với người khác, và mình chỉ là ngồi với chính mình thôi. Mình chỉ thiền và mình chỉ ngồi với chính mình chỉ giao tiếp với chính mình trong suốt liên tục 10 ngày luôn chị, liên tục 10 ngày. Mỗi ngày là thiền là hết 14 tiếng anh chị nhé, và không giao tiếp với ai hết, để cho là bản thân chúng ta, bản thân Huy tự giao tiếp với chính mình, tự quan sát, tự cảm nhận chính mình. Và khi mà sau cái lần thiền đó, sau 10 ngày đó thì là có những cái cảm giác đặc biệt. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà mình trải nghiệm được, lần đầu tiên trong cuộc đời mình trải nghiệm được những cái cảm giác mà chưa bao giờ mình cảm giác, chưa bao giờ mình trong cuộc đời này mình từng gặp. Nó tự sinh ra luôn, nó tự có cái những cái lùng lùng những cái gọi là những cái luân xa, nó từ trên cái đỉnh đầu của mình nó chảy xuống khắp cơ thể của mình, và mình cảm nhận được từng cái tế bào li ti, cái tâm của mình nó sắc bén đến nỗi mình có thể là cảm nhận được từng tế bào li ti rất nhỏ của cơ thể của mình cảm nhận được từng cái hạt năng lượng nhỏ, từng cái hạt năng lượng nhỏ của cơ thể của mình luôn anh chị, đúng không ạ? Mình cảm nhận được tất cả những thứ đó, mình cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể của mình như thế nào, và mình cảm nhận được cái luân hồi, mình cảm nhận được 6 quy luật vũ trụ. Lúc đó là mình thật sự luôn là lần đầu tiên trong cuộc đời của Huy là trải nghiệm được những điều đó. Và một điều vô cùng tuyệt vời đó là rất là may mắn luôn, rất là may mắn luôn, là trước khi mà Huy tham gia cái chương trình thiền đó thì mình đã ra quyết định đúng không ạ? Mình đã ra quyết định là gì, là sau khi mà mình đã ra quyết định với tiềm thức anh chị nhé, rất là may mắn là Huy hơn những người khác, là gì, có một số anh chị là đi thiền xong thì mình sẽ ngộ ra những bài học khác nhau, sẽ học được những cái bài học khác nhau hay là những cái cảm giác khác nhau. Thì Huy ra quyết định là gì, là sau cái kỳ đi thiền đó thì Huy là giác ngộ về tâm linh. Sau cái lần đi thiền đó thì Huy đã ra quyết định là trước khi Huy vào thiền ấy, là mình đã ra quyết định là mình sau 10 ngày thiền đó thì mình giác ngộ về tâm linh. Vì khi mình giác ngộ về tâm linh thì mình mới biết được cái con đường nhanh nhất, tốt nhất và dễ dàng nhất để trở thành 1 triệu phú đô la, đúng không ạ? Thì cái thời khắc lúc mà Huy đi thiền thì Huy chưa là 1 triệu phú đô la anh chị. Và khi mà Huy ứng dụng, Huy giác ngộ được cái kiến thức, khi giác ngộ được về 6 quy luật vũ trụ, giác ngộ về những cái quy luật của tự nhiên, những cái quy luật của vũ trụ, thì chính vì khi Huy giác ngộ được những cái kiến thức này, Huy bắt đầu ứng dụng, đúng không ạ? Mình bắt đầu ứng dụng, và khi mình ứng dụng rồi thì mình thành công. Thì mình thành công, và không chỉ thành công đơn giản mà thành công rất lớn luôn chị, thành công rất là lớn luôn. Và hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ lại cho anh chị là cái bài học mà Huy đã giác ngộ, đúng không ạ? Những cái kiến thức, những cái bài học mà Huy đã giác ngộ ở đó. Và đó chính là 6 quy luật vũ trụ anh chị nhé. 6 quy luật bất biến của vũ trụ. Rất là hay luôn anh chị. Rất là hay luôn. Thì trong 6 quy luật vũ trụ thì bản chất là gì? Thật sự thì không, anh chị không nhất thiết phải đi thiền mới có thể là ngộ ở đâu ạ. Anh chị được chọn, đúng không ạ? Anh chị em mình được chọn là mình đi thiền xong rồi có người thì có cái bài học này, có người thì có bài học khác, rồi chưa chắc là những bài học đó giúp mình thành công, đúng không? Đó là cái một là mình tự đi thiền như vậy thì nó sẽ chưa nhanh thành công. Hai là anh chị học luôn từ Huy, đúng không? Học luôn từ những cái giác ngộ của Huy và anh chị ứng dụng và anh chị thành công luôn, thì anh chị chọn cách nào ạ? Đó ạ, chúng ta luôn học từ người thành công, đúng không ạ? Thì Huy giác ngộ về là 6 quy luật vũ trụ. Và trước khi chia sẻ về 6 quy luật vũ trụ này thì là có một cái câu anh chị phải nhớ nha, phải nhớ, luôn luôn nhớ nha. Phải luôn luôn nhớ luôn ấy. Đó là gì?
Nếu như bạn sống thuận theo tự nhiên, đúng không? Nếu như bạn sống thuận theo tự nhiên, thì mọi điều lợi lạc nhất, mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với cuộc đời của bạn. Đúng không ạ? Anh chị có thể là ghi lại câu này, đây là một câu mà Huy rất là tâm đắc luôn. Nếu như, đúng không ạ? Sống thuận theo tự nhiên thì mọi điều an lạc nhất, những điều tốt đẹp nhất đều đến với cuộc sống của bạn. Đó là phải sống thuận theo tự nhiên anh chị. Bởi vì mình cứ để ý đi, con người thì bản chất cũng là một phần của tự nhiên thôi. Nhiều người nói là gì, khoa học thì thế giới người ta có thể là chống chống lại được tự nhiên, thế giới có thể điều khiển được tự nhiên, đúng không ạ? Các nhà khoa học thì cũng sẽ có thể là điều khiển được tự nhiên, nhưng thật sự Huy cũng phải nói với anh chị một điều thật sự luôn ấy. Con người là bản chất chúng ta, mỗi chúng ta là một phần của tự nhiên, một phần của hệ sinh thái, một phần của mẹ thiên nhiên này. Và chúng ta là một phần của tự nhiên thì tại sao chúng ta phải chống lại tự nhiên anh chị? Đúng không? Tại sao chúng ta phải tìm cách kiểm soát nó mà chúng ta không biết thuận theo nó? Đúng không? Vì chúng ta là tự nhiên, chúng ta cũng đến từ tự nhiên mà, chúng ta cũng cũng là một phần của tự nhiên. Vậy thì tại sao chúng ta không sống thuận theo những cái quy luật của tự nhiên mà chúng ta phải làm ngược lại với những cái quy luật đó? Đúng ạ. Và bản chất là gì? Bản chất thì là gì ạ? Khi mà để anh chị muốn muốn sống thuận theo tự nhiên, muốn có thể ứng dụng, đúng không ạ, ứng dụng và sống cái cuộc đời này thuận theo tự nhiên 100%, thì có phải mình phải hiểu về các quy luật của tự nhiên không ạ? À? Tại vì nếu như chúng ta muốn làm, đúng là giả sử như bây giờ anh chị muốn là tuân thủ 100% với lại giao thông, đúng không ạ? Mình muốn tham gia giao thông một cách an toàn, mình muốn tham gia giao thông an toàn, mình muốn là tham gia giao thông là mình là luôn luôn là an toàn, luôn luôn tốt, thì có phải mình cũng phải biết luật giao thông và mình làm theo, đúng không ạ? Thì bản chất là những cái quy luật tự nhiên cũng vậy. Để sống thuận theo tự nhiên thì chúng ta cần phải hiểu về các quy luật của tự nhiên. Nó có những quy luật gì? Nó có những quy luật gì? Mà đúng không? Tại vì có rất nhiều người nghĩ là tôi sống thuận theo tự nhiên, nhưng họ lại không hiểu về các quy luật của tự nhiên, thì làm sao mà gọi là sống thuận theo được, đúng không ạ? Nên là việc đầu tiên chúng ta cần phải biết được các quy luật của tự nhiên là gì. Quy luật của tự nhiên, quy luật của trái đất, hay nói đơn giản là quy luật của vũ trụ. Tại vì vũ trụ, tự nhiên thì nó cũng là một phần của vũ trụ anh chị. Tự nhiên thì nó cũng là một phần của vũ trụ anh chị nhé. Và những cái quy luật tự nhiên thì nó cũng là những quy luật của vũ trụ luôn. Và anh chị hãy nhớ một điều là gì? Để Huy giải thích cho anh chị cái này để cho mình dễ hiểu hơn nhé. Bản thân thì cái mẹ trái đất của chúng ta, nó là mẹ trái đất của chúng ta, hay là chúng ta nói là cái sức mạnh của tự nhiên này, hay là cái vũ trụ này, thì đều được là cấu hình nên bởi bốn nguyên tố. Tự nhiên và vũ trụ này thì được cấu hình nên bởi bốn nguyên tố. Nguyên tố thứ nhất là nguyên tố đất, là những cái vật rắn chắc, những vật chắc, những vật mà có cái hình hài là nó rắn, nó chắc, thì đây là nguyên tố đất. Nguyên tố đất nhé. Kim mộc thủy hỏa thổ thì bản chất là cái mộc ấy, mộc kim và thổ là tính là một anh chị nhé. Mộc kim và thổ thì tính luôn, tất cả ba cái đó đều là nguyên tố đất hết, là nguyên tố rắn. Đó là nguyên tố thứ nhất. Nguyên tố thứ hai là nguyên tố nước, đúng không ạ? Nguyên tố thứ hai tạo nên tự nhiên này đó là nguyên tố nước. Nước chính xác là nguyên tố nước, là chất lỏng. Nguyên tố thứ ba đó chính là lửa, là nhiệt độ. Nguyên tố thứ ba là lửa, là nhiệt độ, là hơi nóng. Nguyên tố thứ tư là gió, là không khí. Nguyên tố thứ tư là gió, là không khí anh chị nhé.
Và bản thân thì là trái đất này, đúng không ạ? Trái đất này, tự nhiên này hay là vũ trụ này được cấu tạo nên từ bốn nguyên tố là đất, nước, lửa và gió. Đất, nước, lửa và gió. Và con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta cũng vậy anh chị. Con người chúng ta cũng được cấu tạo nên từ bốn nguyên tố. Nguyên xương cốt của chúng ta, đúng không ạ? Xương cốt da thịt của chúng ta là nguyên tố đất. Xương cốt da thịt của chúng ta là nguyên tố đất. Máu huyết đang chảy trong cơ thể chúng ta là nguyên tố nước. Nhiệt độ trong cơ thể chúng ta là nguyên tố lửa. Và hơi thở của chúng ta là nguyên tố gió. Đấy, bản thân mỗi con người chúng ta cũng được cấu tạo nên từ bốn nguyên tố này là đất, nước, lửa và gió. Và nếu như thiếu một trong bốn nguyên tố này thì chúng ta cũng không thể sống được, đúng không? Và nếu như một trong bốn nguyên tố này mà nó quá mạnh thì cũng không tốt. Nên là việc chúng ta cần là phải gì? Phải biết cân bằng bốn nguyên tố này. Và biết thứ nhất là biết cân bằng các nguyên tố này. Thứ hai là chúng ta thấy một điều gì ạ? Vũ trụ này, tự nhiên này được tạo nên từ bốn nguyên tố này. Và con người chúng ta cũng vậy. Nên là gì? Thuận theo tự nhiên, thuận theo vũ trụ là thuận theo tiềm thức, thuận theo chính mình. Nên việc của mỗi người chúng ta đó là sống thuận theo 6 quy luật vũ trụ, đúng không ạ? Vì chúng ta cần biết là nếu như muốn thuận theo tự nhiên thì chúng ta cần phải thuận theo từ vũ trụ. Và những cái quy luật hình thành nên những cái luật của tự nhiên đó chính là 6 quy luật vũ trụ anh chị nhé. Và việc ngày hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị là 6 quy luật vũ trụ là gì và Huy đã giác ngộ ra như thế nào để mình có thể là ứng dụng luôn, đúng không ạ? Để mình có thể là học mình ứng dụng luôn trong cuộc sống này. Yes. Ok. Rồi. Bây giờ thì đầu tiên thì nói về 6 quy luật vũ trụ thì là có một cái quy luật đầu tiên, đúng không ạ? Quy luật đầu tiên. Quy luật đầu tiên trong 6 quy luật vũ trụ đó là quy luật nhất quán anh chị nhé. Quy luật đầu tiên trong 6 quy luật vũ trụ đó là quy luật nhất quán. Quy luật nhất quán là gì? Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Anh chị hãy comment được không ạ? Quy luật đầu tiên trong 6 quy luật vũ trụ đó là quy luật nhất quán. Cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Yes. Thì quy luật này có nghĩa là như thế nào? Đơn giản thôi. Nếu như anh chị gặp một người mà họ không được nghiêm túc trong công việc của họ, họ họ không tham gia khi mà họ làm một cái việc mà họ đúng ra là nó giúp cho họ thành công và giàu có, nhưng họ lại không làm nghiêm túc 100%, thì Huy đảm bảo luôn là người đó không thành công. Giống như cái việc là gì? Ngay cả trong cái việc mà xem livestream này cũng vậy thôi. Anh chị em nào mà xem livestream một cách nghiêm túc, anh chị em nào là mỗi ngày đều đọc sách theo hướng dẫn của Huy, đều xem lại livestream, đều ghi chép lại, đúng không? Ghi chép lại và tổng kết lại thành mind map và học một cách nghiêm túc, ứng dụng theo sách và livestream thì đều có những cái kết quả rất là lớn luôn, đúng không? Tuy nhiên anh chị đó là nghiêm túc 100%, rất nghiêm túc luôn. Và khi mà họ nghiêm túc trong việc này, trong việc học mà họ nghiêm túc thì họ nghiêm túc trong bất cứ việc gì họ làm anh chị nhé. Khi họ nghiêm túc trong một việc thì có nghĩa là họ sẽ nghiêm túc với tất cả mọi việc mà họ làm. Giống như đơn giản thôi, Huy có một cái ví dụ như cho anh chị dễ hiểu hơn nhé. Huy có một cái ví dụ để cho anh chị dễ hiểu hơn. Giống như là một cái người đi, một cái người mà đi mà vượt đèn đỏ đi, thì mình có thể khẳng định luôn là người này chưa thành công. Chưa thành công anh chị nhé. Một cái người mà đi tham gia giao thông mà người này vượt đèn đỏ ấy, hay vượt đèn đỏ ấy, thì Huy khẳng định luôn là người này chưa thành công. Tại sao là như vậy? Ủa, vượt đèn đỏ thì có liên quan gì với việc mà giàu nghèo hay là thành công hay không thành công? Đầu tiên thì chúng ta thử phân tích nhé. Anh chị cứ nghĩ đi, bây giờ chúng ta một cái người mà tham gia giao thông thì bản chất thì họ đã biết luật rồi, đúng không ạ?
họ không biết luật thì họ không được quyền tham gia giao thông, đúng không ạ? Thì khi mà một cái người mà lái xe, lái ô tô hay lái là xe máy, xe Honda mà họ đi 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 tham gia giao thông thì bản chất là họ đã biết luật rồi. Và khi mà họ tham gia giao thông thì họ họ biết một điều là khi đèn đỏ thì họ phải dừng lại, đúng không ạ? Khi đèn đỏ thì họ phải dừng lại, và họ cũng biết luôn là nếu như đèn đỏ mà họ vẫn phá luật, họ vẫn vượt đèn đỏ, họ biết rằng nếu như họ vượt đèn, cái người đó họ biết rằng là nếu như họ vượt đèn đỏ thì có khả năng họ sẽ gây ảnh hưởng chưa an toàn cho bản thân họ và cho cả những người khác nữa, đúng không? Vượt đèn đỏ nó không an toàn tí nào, đúng không? Biết đâu xe ở đâu ra nó chạy ra. Cho nên là gì, họ biết luôn là khi họ vượt đèn đỏ họ không tuân thủ luật giao thông, họ có thể gây những cái điều không tốt, không an toàn cho chính họ mà cho cả người khác, nhưng họ vẫn làm, nhưng họ vẫn làm anh chị nhé. Họ biết thừa điều đó nhưng họ vẫn làm, và họ cũng không tuân thủ theo những cái quy định, những cái quy luật. Vậy thì cho Huy hỏi anh chị là gì, nếu như bây giờ anh chị có một đối tác, anh chị đang làm việc với một đối tác, một người, đúng không ạ? Một người mà anh chị biết rằng họ là một người không nghiêm túc, họ là một cái người mà sẵn sàng phá vỡ luật lệ, sẵn sàng phá vỡ những hợp đồng, sẵn sàng phá vỡ những cái mà quy tắc, những cái hợp đồng kinh doanh để chỉ vì cái lợi ích nhất thời của họ, và họ sẵn sàng hy sinh cả quyền lợi của anh chị. Vậy thì Huy muốn hỏi anh chị có muốn làm việc với người này không? Một cái người không có uy tín như vậy, một cái người mà sẵn sàng phá hủy các hợp đồng kinh doanh, đúng không? Họ không nhất quán mà họ là cứ nói một đằng, họ làm một nẻo. Theo anh chị thì anh chị có muốn làm việc với người như thế này không? Huy hỏi là anh chị có làm việc với loại người như vậy không? Đúng không? Bởi vì sao? Chúng ta kinh doanh, khi chúng ta kinh doanh chúng ta tham gia về thị trường tài chính, chúng ta tham gia vào kinh doanh thôi, nói đơn giản thôi. Chúng ta làm việc, làm business là chúng ta chọn những đối tác đúng, chọn những đối tác có uy tín, những người có uy tín, những người nói một là làm một, đúng không ạ? Nói một là một, nói được họ làm được, và những người có uy tín chúng ta nó xây dựng từ niềm tin với nhau. Còn bây giờ mà nó nói một đằng, nó làm một nẻo, nó không nhất quán, nó nói là cái người này nói là tôi sẽ làm cái việc này cho, nhưng cuối cùng họ không làm đấy, rồi họ lại đổ thừa chuyện này chuyện kia chuyện nọ là do tại bị, họ không chịu trách nhiệm nữa. Vậy theo anh chị thì anh chị có muốn làm việc với những người như vậy không ạ? À? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Nhất là những người có tư duy như chúng ta, những cái người mà đang có tư duy này, những người đang giàu này, đang có tư duy và những người đang giàu này, họ có thèm làm việc với cái thứ như vậy không? Đó là cái loại người như vậy không? Đương nhiên là không rồi, đúng không ạ? Đương nhiên là không rồi. Và hay là mình nói tiếp là bây giờ giả sử như cái người này họ đi vượt đèn đỏ như vậy, thì mình để ý đi, ủa bình thường á, tại sao lại phải vượt đèn đỏ nhỉ? Tại sao lại phải vượt đèn đỏ nhỉ? Đây, tại sao phải vượt đèn đỏ? Khả năng mà cái người này vượt đèn đỏ là bởi vì họ có thể là họ đang trễ một chuyện gì đó, họ đang gấp rút một cái việc gì đó, đúng không ạ? Họ đang gấp rút một việc gì đó. Và Huy muốn cho anh chị hiểu một điều là gì ạ? À? Bản thân tất cả chúng ta trong cái cuộc đời này, vũ trụ này vô cùng công bằng luôn anh chị, vô cùng công bằng luôn ạ. À. Là bản thân là mỗi con người chúng ta thì là dù là trai gái già trẻ lớn bé giàu nghèo thì tất cả chúng ta đều chỉ có 24 giờ đồng hồ một ngày thôi. Đấy, và nếu như ai là người có thể tối ưu hóa thời gian, ai là người có thể là quản lý tối ưu được cái thời gian, cái quỹ thời gian của họ, thì người đó quản lý được cuộc đời của mình, người đó có thể kiến tạo được cuộc đời của mình, đúng không ạ? Người đó có thể quản lý và kiến tạo được cuộc đời của mình, người ta có thể tối ưu hóa được cuộc đời của mình. Bởi vì sao? Như Đa Triệu Phú Đô Đa, Pegaru là một trong những cái người mà ứng dụng xuất sắc nhất về cái nghệ thuật quản lý thời gian. Đó là bậc thầy là Brain Tracy, đúng không? Brain Tracy, những anh chị nào hay đi học phát triển bản thân thì mình sẽ biết thầy Brain Tracy.
Thì thầy Brian Tracy thì có nói một câu là gì? Tài nguyên lớn nhất của con người đó là thời gian. Tài nguyên lớn nhất của con người đó là thời gian. Và nếu như bạn có thể là quản lý được cái tài nguyên này, tối ưu hóa được cái nguồn tài nguyên này, thì bạn sẽ nhanh chóng và dễ dàng thành công. Và cái tài sản lớn nhất của con người đó chính là khả năng kiếm tiền, anh chị nhé. Tài sản lớn nhất của con người đó là khả năng kiếm tiền. Nên là nếu như mà có một ai đó mà nói với anh chị là gì? Ôi, việc làm giàu là việc của người khác, thì Huy nói luôn là người đó không biết sử dụng cái tài sản của họ, họ không biết sử dụng cái tài sản quý giá nhất mà tạo hóa này tạo cho họ, thì chúng ta cũng không nên chơi với những người như vậy, được không ạ? Nếu như mà có ai đó nói là việc làm giàu là việc của người khác không phải việc của tôi chỉ sống bình thường thôi, thì thôi kệ họ luôn đi, đúng không ạ? Tại vì cái gì giống nhau thì hút nhau, tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Thì bản chất là nếu như một cái người mà họ đi hay đi trễ này, họ hay là đi họ phải hay vượt đèn đỏ, họ bị gấp như vậy, thì khả năng cao là người này chưa quản lý thời gian tốt. Người này chưa quản lý thời gian tốt anh chị nhé. Đấy, thì đó là một cái dữ kiện thứ hai. Dữ kiện thứ ba là gì? Có một trong những cái gọi là cái yếu tố quyết định người thành công, đó là sự kiên nhẫn, đúng không ạ? Một trong những cái tố chất của người thành công đó là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn anh chị, những người kiên nhẫn, những nhà đầu tư kiên nhẫn, như hôm bữa Huy có chia sẻ cho anh chị về cái câu chuyện của cái ông thống đốc của Nhật, của Hàn Quốc anh chị đó. Cái câu chuyện mà ông ấy là mua cái đảo Nam My, ông ấy mua đảo đảo Nam My, và ông ấy mua từ năm 1960 mà đến năm, và ông ấy kiên nhẫn giữ cái miếng đất đó nhá. Ông ấy cải tạo miếng đất, ông ấy cải tạo cái hòn đảo đó, và nó không có lợi nhuận trong suốt 40 năm anh chị nhé. Trong suốt hơn 40 năm, cái hòn đảo đó ông ấy bỏ tiền ra mua nó, xây dựng lên nó, xây dựng những cái mà cây cối, xây dựng lên những cái hình ảnh rất là đẹp, những cái ngôi nhà rất là dễ thương luôn đó, mà không kiếm được lợi nhuận trong suốt 40 năm. Nhưng ông ấy vẫn không bán, ông ấy vẫn có một cái tầm nhìn, vẫn kiên nhẫn chờ tới lúc mà cái hòn đảo này thành công, những cái quỹ đầu tư của ông ấy là thành công. Và một điều vô cùng tuyệt vời luôn, năm 2002 thì khi mà cái bộ phim là gì, đúng không, cái bộ phim mà hôm bữa Huy có biết đấy, cái gì mà chuyện tình mùa đông gì đó đấy, thì cái gì 2012 anh chị đấy, của Hàn Quốc, thì cái phim đó nó ra mắt, thì cái bộ phim đó thì lấy bối cảnh và quay phim, đúng không ạ, bản tình ca mùa đông, đúng rồi, đúng không ạ, cái bộ phim mà bản tình ca mùa đông, thì đó nó quay phim ở cái đảo đó và lấy những cái hình ảnh ở đó. Thì lúc đó thì sao, cả thế giới bị cuồng bộ phim đó luôn, và cả thế giới là biết tới hòn đảo đó, và họ muốn đến, và các cặp tình nhân, những cái cặp tình nhân từ học sinh, sinh viên hay là người lớn tuổi, tất cả đều là muốn đến một lần, đúng không, đến cái hòn đảo tình yêu này đấy, để trải nghiệm cái giống như là trong bộ phim đó, rất là hay luôn. Và nhờ cái sự kiên trì, kiên nhẫn với lại cái khoản đầu tư của mình, nhờ sự kiên nhẫn với khoản đầu tư của mình mà ông này ông ấy không bán đi, ông ấy không bán cho những cái công ty du lịch, mà ông ấy vẫn kiên nhẫn giữ cái khoản đầu tư đó trong suốt hơn 40 năm anh chị nhé, 40 năm anh chị nhé, đó mới gọi là tầm nhìn. Và giờ đây thì sao, giờ đây thì cái hòn đảo đó, đúng không, hàng ngày có hơn hàng nghìn người, một ngày nhá, mỗi ngày có hàng nghìn người, đúng không, hàng nghìn người đến hòn đảo đó, hàng nghìn hay hàng chục nghìn Huy không biết nữa, tại vì Huy thấy là một lần ấy, một cái chuyến tàu, một chuyến phà là cứ khoảng là 1 tiếng thì đến một, thì có một chuyến phà đến là có một cái tốp là khoảng là 100 người đến, đúng không, 100 người, cứ 1 tiếng là có một khoảng là một chuyến phà là khoảng 100 người đến, mà ngày ngày thường nó cũng cũng đông anh chị, bữa trước là Huy đi là ngày thường anh chị, mà mình thấy là xung quanh mình là phải vài nghìn người rồi, có nghĩa là một ngày có tới hàng nghìn người đến hòn đảo đó, trả tiền cho ông ấy, đúng không,
trả tiền để được tham quan và đi du lịch chụp ảnh. Và không không chỉ là người người nước ngoài đâu, rất nhiều người Hàn Quốc cũng đến đó luôn và trả tiền tạo ra thu nhập thụ động cho ông ấy, và tạo ra thu nhập thụ động cho không chỉ cho ông ấy mà cho cả gia đình, đúng không ạ, cho cả gia đình, cho con, cho cháu, cho gia tộc sau này luôn, và thu nhập đó thụ động vĩnh viễn luôn, vĩnh viễn luôn anh chị nhé. Anh chị thấy kinh không à? Và thậm chí là số tiền nó lớn, ông ấy có nhiều tiền đến mức mà ông ấy còn có thể là tự tự đặt ra là cái hòn đảo đó là một cái quốc gia riêng luôn, tự tự xem như là cái đó là cái quốc gia của ông ấy luôn, tự tạo ra là đây là quốc gia của tôi, là có luôn là các cái bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, có luôn là quốc kỳ, có luôn đồng tiền riêng luôn à, có dân cư, có quốc tịch các kiểu, đúng không ạ? Hòn đảo đó là có quốc tịch riêng luôn anh chị, kinh không à? Đó là trở nói trắng đó là trở thành một quốc vương luôn ấy đấy, và với tầm nhìn là 40 năm bằng cái sự kiên nhẫn anh chị nhé. Đó đó chính là cái sự kiên nhẫn anh chị, rất là kiên nhẫn luôn, 40 năm mà người ta còn chờ được anh chị. Anh chị thấy kêu mà, đó là đó chính là một cái bài học về tầm nhìn đấy. Rồi. Và rất là hay đúng không ạ? Và nếu như mình thấy là gì? Nếu như mình nếu mà mình thấy rằng là nếu như một cái người mà đi đi xe máy hay đi ô tô mà mình ngay cả 30 giây đèn đỏ đúng không? Ngay cả 30 giây, 30 giây của cuộc đời, 30 giây đèn đỏ thôi mà còn chờ không được. Thì Huy hỏi chị luôn, thì người đấy có cái đủ cái sự kiên nhẫn đối với cuộc đời của họ không? Họ có kiên nhẫn với mục tiêu của họ không? Họ có kiên nhẫn với những cái khoản đầu tư, những cái dự án mà họ đã tham gia không? Theo anh chị đấy, một cái người mà ngay cả 30 giây đèn đỏ còn chờ không được, thì theo anh chị thì họ có đủ cái kiên nhẫn cho những cái dự án, đủ cái kiên nhẫn cho những cái mà khoản đầu tư hay là cho cái những cái mục tiêu của họ mà. Huy nghĩ là không đâu đúng không ạ? Nên là từ những cái mà dự kiện mà Huy vừa mới chia sẻ thôi, thì mình thấy là gì? Một cái người mà họ hay vượt đèn đỏ thì khả năng là họ chưa thành công. Đó chính là ý nghĩa của việc là cách bạn làm một việc là cách bạn làm cả mọi việc. Đó là quy luật thứ nhất của 6 quy luật vũ trụ, đó là quy luật nhất quán anh chị nhé. Đó là quy luật nhất quán. Ok. Đó là quy luật nhất quán. Rồi, quy luật thứ hai. Mới xong một quy luật thôi anh chị. Đó. Đó là quy luật nhất quán, là quy luật thứ nhất. Quy luật thứ hai. Quy luật thứ hai là gì? Quy luật thứ hai đó chính là quy luật tập trung. Quy luật thứ hai đó là quy luật tập trung. Là nếu như bạn tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Quy luật thứ hai là quy luật tập trung. Quy luật thứ hai là quy luật tập trung anh chị. Đó là bạn tập trung cái gì thì cái đó mở rộng anh chị nhé. Bạn tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Ví dụ như là gì? Bản thân thì cái này anh chị đọc sách, anh chị cũng ứng dụng là mình cũng hiểu rồi. Nếu như chúng ta nghĩ tới những điều tốt đẹp, những điều tích cực. Bây giờ giả sử như Huy chia sẻ anh chị là bây giờ mình thử viết ra đúng không? Mình thử bây giờ mình lấy giấy ra, mình viết vào là 5 điều đúng không? Ít nhất là 5 điều bạn thích là gì? Mới đầu thì mình chỉ nghĩ là khoảng là có mình thích siêu xe này, mình thích biệt thự triệu triệu đô, mình thích biệt thự 5 triệu đô hay là 400 triệu đô vân vân, mình thích đi du lịch vòng quanh thế giới, mình thích là mỗi tháng mình đi du lịch một nơi, mình thích là mình chơi guitar, mình thích chơi piano, mình thích chơi thể thao, mình thích chơi cầu lông, mình thích chơi tennis, mình thích chơi đánh golf vân 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 vân. Tự dưng khi mà mình tập trung vào việc sở thích của mình, tự dưng mình lại càng ngày càng viết ra được nhiều thứ mình thích hơn, đúng không ạ? Càng ngày mình càng viết ra nhiều thứ mà mình thích hơn. Có nghĩa là gì? Khi anh chị tập trung gì thì cái đó từ khắc tiềm thức nó sẽ yes sẽ more. Khi mình tập trung vào cái gì thì tiềm thức nó tự dưng yes sẽ more. Và nó sẽ cho anh chị nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn.
mình cứ viết ra viết ra viết ra và tôi cứ yes more, yes more, yes more. Thì bản thân là như thế nào, nếu anh chị tập trung vào những điều không tích cực thì mình sẽ càng ngày càng thấy có nhiều điều không tích cực. Nhưng nếu như mình tập trung vào những điều như là lòng biết ơn, tình yêu thương, sự tha thứ, sự thịnh vượng, sự giàu có, sự bình an, sức khỏe hoàn hảo, sức khỏe tốt, mối quan hệ hoàn hảo, mối quan hệ là chân thành. Khi mình tập trung vào những điều tốt thì những điều tốt mở rộng. Anh chị nhé, nếu chúng ta tập trung vào những điều không tốt, không tích cực thì những điều đó mở rộng. Và nếu như chúng ta tập trung vào những điều tốt, những điều tích cực thì những điều tốt và những điều tích cực nó sẽ được mở rộng và nó sẽ đến với cuộc đời chúng ta. Yes and more, nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Vì ý thức thì có tác dụng là ra quyết định, tiềm thức thì đồng ý và cho thêm, còn trường năng lượng thì lại đồng ý và cho nhiều hơn nữa. Đấy, và nếu như anh chị tập trung vào những con người tích cực thì anh chị sẽ gặp được nhiều người tích cực hơn. Tại vì mình chỉ quan tâm tới người tích cực thôi, những người không tích cực chúng ta không quan tâm và vô tình là họ có đến trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta không quan tâm và họ cũng tự đi chỗ khác. Và những người tích cực, khi chúng ta nhìn thấy người tích cực, đúng không? Tại vì chúng ta cứ tập trung vào người tích cực thôi. Trong số nguyên một đám khoảng 1.000 người, đó giống như mình vô một cái hội trường khoảng 1.000 người đi, mình cứ nhìn là thằng nào tích cực, đúng không? Anh chị em nào tích cực, đúng không? Bạn nào tích cực là mình sẽ tới chơi với bạn đó. Thì tự dưng là cứ có cái thằng này nó không tích cực lắm. Nó đã nói với mình là gì? Không tích cực gì đó, cái là mình kệ nó luôn. Đúng không? Mình kệ họ. Hay là có một cái chị kia, chị không được tích cực, chị chửi bới, chị nói những điều không được hay lắm, kệ luôn. Và mình cứ tập trung vào người tích cực thôi. Từ khác cặp với một người tích cực thì sao? Thấy là chúng ta có được mối quan hệ với một người bạn rất là tích cực, tư duy rất là mở và rất là có thể đồng hành với chúng ta để phát triển lên. Đúng không ạ? Thì chúng ta tập trung vào người tích cực, bản chất là vậy thôi. Và khi mà anh chị tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Đó là lý do tại sao mà Huy nói là luôn luôn tập trung vào việc là trả cho mình trước, luôn luôn tập trung vào việc là kiểm đếm số dư. Vì khi anh chị tập trung vào số dư thì số dư mở rộng. Khi anh chị tập trung vào tự do tài chính, anh chị tập trung vào thịnh vượng tài chính thì tiềm thức hiểu ra gì? À, tôi sẽ mở rộng cho chủ nhân của tôi là về sự tự do tài chính, về sự thịnh vượng tài chính. Và yes and more, anh chị nhé. Ok, thì đó là quy luật tập trung. Cái gì bạn tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Những chị em mình mới vào thì mình có thể là ngay lập tức share livestream và tag tên bạn bè của mình vào, được không ạ? Ok, rồi, thì đó là quy luật thứ hai là quy luật tập trung. Có nghĩa là mình chỉ chọn tập trung vào những điều tốt đẹp, những điều tích cực, sự giàu có, sự tự do, sự thịnh vượng, sự bình an và hạnh phúc thôi. Còn những điều không tốt trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta không quan tâm, anh chị nhé, không cần quan tâm. Thì đó là quy luật thứ hai trong 6 vũ trụ, đó là quy luật tập trung. Quy luật thứ ba là gì? Quy luật thứ ba đó là quy luật trong ngoài. Quy luật thứ ba là quy luật trong ngoài. Quy luật trong ngoài là gì? Quy luật trong ngoài là cái gì, cái thứ bên trong sẽ tạo ra thế giới bên ngoài. Thế giới bên trong sẽ tạo ra thế giới bên ngoài. Thì bản chất thì đó chính là cái kiến thức mà chúng ta đã học, đã cùng bàn luận với nhau trong suốt là hơn 20 livestream rồi, đúng không ạ? Đó là công thức suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Bản chất là gì? Những thứ từ bên trong, những thứ vô hình thì lại tạo ra những thứ hữu hình. Những thứ vô hình lại tạo ra những thứ hữu hình. Giống như Huy chỉ nói một cái kiến thức đơn, một cái đơn giản như thế là nó có thể là nó hơi chuyên sâu một tí, nhưng mà để cho anh chị hiểu luôn. Ví dụ như đây là một cái theo anh chị thì đây là vật chất hay đây là nguyên tử ạ? Theo anh chị đây là năng lượng hay vật chất ạ, đúng không ạ? Theo anh chị thì cái cục này này là năng lượng hay là vật chất ạ? Đúng ạ. Một số chị nói đây là vật chất. Đây, cầm nắm này, vật rắn luôn này. Đây là vật rắn luôn nhé. Đây là vật chất hay năng lượng nhỉ? Năng lượng nó phải là cái gì đó nó vô hình lắm.
Nhưng mà tại sao đây lại là cái mình thấy đây là vật chất mà. Thì Huy phải chia sẻ với chị thật là đây gốc rễ của cái này được tạo ra từ năng lượng. Đúng không ạ? Đây cái cục này này là năng lượng anh chị nhé. Đây là năng lượng anh chị nhé. Những thứ vô hình thì sẽ tạo ra những thứ hữu hình. Tại sao Huy lại gọi cái cục sắt này, đúng không ạ? Cái cục sắt này là năng lượng. Chúng ta cũng đều đã được học về hóa học với vật lý rồi. Tất cả mọi sự vật, tất cả mọi vật chất trên cuộc đời này thì đều được kết cấu bởi những cái hạt, những cái chất, đúng không? Giống như chúng ta đi học về bảng tuần hoàn gì đó, bảng tuần hoàn hóa học đấy, thì chúng ta biết là có rất là nhiều cái nguyên tố khác nhau tạo nên những cái chất, những cái vật khác nhau. Nhưng mà những cái nguyên tố đó thì nó cũng được tạo nên từ các nguyên tử, đúng không ạ? Từ những hạt nguyên tử rất là nhỏ luôn, phải nhìn bằng những cái kính hiển vi, rất kính, rất là kỹ, chúng ta mới có thể nhìn ra được những cái nguyên tử đó. Và nguyên tử thì được tạo ra từ phân tử neutron và electron. Cái này là kiến thức cơ bản nhé, kiến thức sơ đẳng nhé, anh chị nào mà học vật lý với hóa học là đây là kiến thức cơ bản nhé. Là bất cứ mọi vật chất trên cuộc đời này đều được cấu tạo nên từ nguyên tử, đúng không ạ? Từ nguyên tử. Và nguyên tử thì lại là từ những hạt nguyên tử nhỏ nhỏ li ti. Và những hạt nguyên tử này thì nó được cấu tạo từ phân tử, neutron và electron. Và electron thì lại mang điện tích. Electron thì lại mang điện tích. Những cái hạt phân tử nó cũng mang điện tích và electron nó cũng mang điện tích anh chị. Và điện tích đó, những điện tích âm, điện tích dương nó chạy xung quanh cái hạt phân tử đó gọi là electron. Vậy cho Huy hỏi rằng là những cái điện tích đó có phải năng lượng không ạ? Có phải đó là hạt phân tử là điện tích âm và những hạt electron nhỏ nhỏ là điện tích phân tử là điện tích dương, còn những cái hạt electron mà chạy xung quanh cái phân tử đó là điện tích âm không ạ? Đấy. Và những cái điện tích đó thì có phải là năng lượng không ạ? Cực dương, cực âm cộng lại ra năng lượng rồi. Nó là năng lượng anh chị. Bản chất nhé. Bản chất là cái cục này là vật chất được tạo ra từ năng lượng. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta nhìn thì chúng ta không thấy năng lượng. Chúng ta nhìn chúng ta thấy, ồ nó chỉ là một cái cục sắt thôi. Nó là một cái cục mà có những cái con, chắc ở bên trong này có những cái con chip điện tử này, nó gì đó, thôi. Chứ mình đâu có thấy năng lượng đang chạy trong đây đâu. Đúng không? Chúng ta không thấy. Đó là những thứ vô hình. Và dù chúng ta có thấy hay không thì nó vẫn đang tồn tại ở đây. Đúng không ạ? Những cái nguyên tử, những cái phân tử, những cái electron nó vẫn đang chạy trong đây. Đúng không ạ? Vẫn đang chạy, nó vẫn đang có những cái năng lượng ở đây. Và tất cả mọi thứ, tất cả mọi vật chất trên cuộc đời này đều được hình thành nên từ năng lượng. Từ năng lượng anh chị nhé. Đó là cái lý do tại sao mà Huy nói với anh chị là gì? Những thứ vô hình, đúng không? Những cái vô hình thì tạo ra những thứ hữu hình. Những thứ vô hình thì tạo ra những cái hữu hình. Và suy nghĩ là những cái vô hình tạo ra cảm xúc, tạo ra hành động và tạo ra kết quả. Thế giới bên trong hình thành nên thế giới bên ngoài. Muốn thay đổi kết quả bên ngoài của bạn thì bạn phải thay đổi từ tư duy gốc rễ của mình, phải thay đổi từ cái tư duy, từ cái gốc rễ của mình, từ cái suy nghĩ là từ những cái vô hình thì mới biến đổi được là những cái hữu hình, là kết quả về tài chính của mình. Ok được không ạ? Đấy, thì cái đó là để cho mọi người hiểu rồi gì quy luật trong mài, có nghĩa là mình muốn thay đổi với kết quả bên ngoài thì mình cần phải xem lại bên trong của mình. Nếu như trong cuộc đời chúng ta mà có những điều không tốt nó đến, những cái điều mà không như ý chúng ta, không như ý định, không như những cái gì chúng ta mong muốn, là bởi vì sao? Bởi vì là suy nghĩ của chúng ta chưa đúng. Chúng ta đã vô tình phát ra những suy nghĩ, đã vô tình ra những quyết định không theo ý mà chúng ta mong muốn. Không theo ý mà chúng ta mong muốn anh chị nhé. Bởi vì sao ạ? Tiềm thức nó chỉ thực hiện theo là gì? Nó không hiểu từ không. Và nếu như anh chị sợ cái điều gì đó,
anh chị sợ một cái điều gì đó thì tiềm thức lại cho điều đó luôn anh chị nhé, chứ không phải là tiềm thức nói là ô anh chị không thích, anh chị sợ là nó không cho đâu. Anh chị sợ một cái điều gì đó là tiềm thức cũng cho luôn, và còn cho đến nhanh hơn nữa, tại vì anh chị cứ nghĩ tới nó nhiều đấy. Nên là hãy thay vì mà tập trung vào việc mà chữa cháy, tập trung vào việc giải quyết những cái nỗi sợ hãi, tập trung vào những giải quyết những cái điều mà mình không thích, không mong muốn, thì hãy tập trung vào điều bạn muốn. Đúng không ạ? Tập trung vào điều bạn muốn, những thứ bạn đang thật sự mong muốn. Chứ đừng có tập trung vào những cái vấn đề xung quanh cuộc đời anh chị. Nó chỉ là những cái thứ mà tiềm thức anh chị mang đến thôi. Thay vì mà mình tập trung vào những cái thứ bên ngoài này. Đó, ví dụ như là công việc không được tốt, ví dụ như là tài chính chưa được ok, hay là nói về sức khỏe không được ổn, hay là gia đình chưa được hạnh phúc lắm, vân vân. Thì thay vì chúng ta tập trung vào những thứ bên ngoài đó, thì chúng ta phải thay đổi từ bên trong. Nếu bạn muốn thành công về tài chính thì bạn phải thay đổi là bạn phải có tư duy, suy nghĩ của những người thành công về tài chính. Nếu bạn muốn có một cái sức khỏe tốt, một cái sức khỏe hoàn hảo, một body cường tráng và mạnh mẽ, thì bạn phải có tư duy gốc rễ của những người có body mạnh mẽ, body sáu múi, sức khỏe cường tráng. Nếu mà bạn muốn trở thành một người có mối quan hệ hoàn hảo, một cái người mà có gia đình hạnh phúc, thì bạn phải biết được những người đang có gia đình hạnh phúc, họ suy nghĩ như thế nào về tình yêu, họ suy nghĩ như cái cách họ nghĩ về tình yêu, cái cách họ nghĩ về gia đình, cái cách họ nghĩ về gia đình và nghĩ về cái sự hạnh phúc như thế nào. Đúng không? Bản thân là như vậy, thế giới bên trong mới tạo ra thế giới bên ngoài được. Đấy, và bản thân tất cả những gì chúng ta đang có hiện tại đều là bởi vì là do trong quá khứ chúng ta đã ra quyết định. Và nó cũng là từ suy nghĩ chúng ta tạo ra. Anh chị nhé. Ok, thì đó là quy luật thứ 3 trong 6 quy luật vũ trụ. Quy luật thứ 4 là gì? Quy luật thứ 4 đó là quy luật hấp dẫn. Đúng không ạ? Quy luật thứ tư đó là quy luật hấp dẫn. Quy luật hấp dẫn thì cái này thì có một cái cuốn sách để nói riêng về luật hấp dẫn anh chị nhé. Và chỉ cần anh chị dùng được, anh chị biết về cái việc mà sử dụng luật hấp dẫn thôi là đã rất là lợi hại rồi anh chị nhé. Chỉ một quy luật trong 6 quy luật vũ trụ đó là quy luật hấp dẫn thôi là đã cực kỳ lợi hại rồi. Mà nếu mà như Huy chia sẻ là anh chị có thể ứng dụng được cả 6 luật này thì Huy nói luôn là mọi điều tốt đẹp nhất, mọi điều lợi lạc nhất trong cuộc đời này thì nó đều đến trong cuộc đời anh chị hết. Có tất cả mọi thứ luôn anh chị. Thì quy luật thứ tư đó là quy luật hấp dẫn. Quy luật hấp dẫn là như thế nào ạ? Quy luật hấp dẫn là cái gì giống nhau thì hút nhau. Đơn giản là như vậy thôi. Cái gì giống nhau là hút nhau. Và bản chất quy luật hấp dẫn thì nói đơn giản là gì? Những cái người nghèo thì những người nghèo thì chơi với nhau, những người giàu thì chơi với nhau, và trộm cắp thì chơi với trộm cắp. Và mình mới thấy là gì, những người giỏi thì chơi với nhau và những người không giỏi thì chơi với nhau. Đúng mà, khi mà chúng ta học ở trong cái môi trường mà đi học ấy, thì chúng ta là thấy là những cái bạn mà học sinh giỏi thì hay chơi với nhau, và những cái bạn mà hay đi ăn chơi hay là quậy phá kiểu thì lại hay chơi với nhau. Bản chất là cái gì ạ? Cái gì giống nhau thì hút nhau. Đúng không? Và chúng ta thích những người mà giống chúng ta anh chị. Chúng ta sẽ thích chơi với những người mà họ giống chúng ta vì có điểm chung. Và nó rất là hay là gì, khi mà anh chị biết sử dụng luật hấp dẫn, nếu như anh chị là muốn hấp dẫn những cơ hội giúp anh chị trở nên thành triệu phú đô la, giúp anh chị muốn hấp dẫn những cái nguồn lực giúp anh chị trở thành triệu phú đô la, thì đầu tiên anh chị phải có tư duy gốc rễ là triệu phú đô la trước. Tại vì khi anh chị có tư duy là 1 triệu phú đô la, tư duy gốc rễ nhé, gốc rễ luôn nhé, thì lúc đó anh chị mới hấp dẫn những người cũng có tư duy là triệu phú đô la. Đúng không ạ? Lúc đó thì anh chị mới có thể là hấp dẫn được những người cũng có tư duy là triệu phú. Anh chị mới có thể hấp dẫn được những nguồn lực giúp anh chị trở thành triệu phú. Anh chị có thể hấp dẫn được là những cơ hội, những kiến thức, những thông tin, những cái tầm nhìn, những cái công cụ kiếm tiền giúp anh chị trở thành triệu phú đô la. Còn nếu như bây giờ tư duy bên trong anh chị mà chỉ là tư duy chọn là tôi chỉ là một người bình thường thôi, thì tiềm thức sẽ hấp dẫn chị những cái nguồn lực, những con người, những người bạn, những người đồng đội, những cơ hội, những kiến thức, những thông tin,
những công cụ kiếm tiền giúp anh chị trở thành cái người bình thường thôi. Cho nên là cái gì giống nhau thì hút nhau anh chị nha. Và nếu như là một người tích cực thì sẽ hút những người tích cực. Một người không tích cực thì cũng sẽ hút những người không tích cực. Và bản thân là gì? Nếu như anh chị muốn là hấp dẫn những con người tích cực, những con người giàu có, những con người thành công, những con người tốt bụng, những con người mà chân thành, thì mình hãy là cái người đó đầu tiên. Hãy là cái người đó đầu tiên. Bởi vì á, có một sự thật là gì? Huy thì Huy nói đơn giản thôi, là Huy thì rất là uy tín với anh chị Huy, những anh chị nào mà làm việc kinh doanh với mình, đúng không ạ? Những anh chị nào mà đã làm việc kinh doanh với mình thì mình tin họ 100% anh chị. Những anh chị nào mà đã là đội nhóm của Huy thì Huy nói thẳng luôn là Huy tin tưởng họ 100%. Tuy nhiên là gì? Huy có một cái rất là lạ là gì? Nhưng mà khi mà Huy thấy ra được là họ không thật sự là nhất quán, họ là những người mà nói một đằng họ làm một nẻo, và họ không ứng dụng thuận theo 6 quy luật vũ trụ anh chị, và họ làm những cái việc mà không cùng tầm nhìn, không cùng tư duy với mình, đúng không ạ? Hay là họ làm những cái việc mà họ giống như là họ 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 không có thật với mình ấy. Đấy, họ nói mà họ không làm ấy, thì Huy cũng thấy luôn là hay là họ làm mất uy tín với Huy, thì Huy cũng nói luôn là Huy sẽ tạm biệt họ mãi mãi luôn, không bao giờ nối tiếc, không bao giờ mà xin xỏ gì được hết. Tại vì Huy biết là nó đến từ bên trong chứ không phải là tại thế này tại thế kia. Đấy, đó là cái cách làm việc nhất quán anh chị nhé. Vì chúng ta phải như vậy, chúng ta phải lựa chọn. Anh chị chọn là chọn những cái người tích cực, những con người cùng tầm nhìn, cùng tư duy, cùng con đường đi với anh chị, hay anh chị chọn những cái người mà họ chỉ đến với anh chị là do là cái sự giàu có của anh chị, hay là về cái kiến thức của anh chị thôi, hay là vì là cái lợi ích của họ thôi, đúng không? Cho nên là chúng ta phải nhớ một điều là cái gì giống nhau của nhau. Và nếu như mà những người mà Huy để ý là nó có gì đó không ổn là mình say goodbye luôn, tạm biệt, đúng không ạ? Tại vì chúng ta đang sử dụng sức mềm thấp. Vì nếu như một cái người gì mà nó không ổn ấy, trong cuộc đời anh chị mà anh chị nói chuyện mà anh chị thấy nó không ổn, họ không được tích cực, họ không được tích cực, họ không cùng tầm nhìn với anh chị, họ không cùng tư duy với anh chị, họ không cùng tầm nhìn, họ không đi chung với cái con đường của anh chị, thì là Huy cũng thì phải nói thật là gì, không không phải là cái người mà dành cho mình đâu anh chị, đúng không ạ? Chúng ta không nên hấp dẫn những người đó, mà hãy chọn phải phải nhất quán nhé, phải nhất quán với con đường mình chọn, phải nhất quán với con đường mình chọn. Và như Huy chia sẻ là gì, muốn hấp dẫn những người giàu có thì bạn phải là người giàu có đầu tiên, muốn hấp dẫn những người mạnh thì bạn phải là người mạnh đầu tiên, muốn hấp dẫn những người tích cực thì bạn phải là một người tích cực đầu tiên. Ok chưa? Rồi, thì đó là cái quy luật thứ tư, là quy luật hấp dẫn. Quy luật thứ tư là quy luật hấp dẫn. Và quy luật thứ năm, quy thứ năm là cái quy luật mà quy thứ năm thì bản chất đó là quy luật rất là hay luôn anh chị. Quy luật thứ năm là cái quy luật mà thật sự là rất là nhiều người ứng dụng và cũng rất là nhiều người thành công rồi. Thì quy luật này thì đó là quy luật nhân quả anh chị nhé. Quy luật thứ năm đó là quy luật nhân quả. Anh chị comment nè, quy luật này rất là hay luôn. Thì quy luật này thì những anh chị nào mà có biết về Phật pháp, biết về Phật giáo, hay là đó có nghiên cứu về là The Diamond Cutter, đó là năng lượng kim cương, thì mình cũng có nghe qua về những cái quy luật gieo hạt. Thì bản chất thì Huy đang chia sẻ là cái quy luật gieo hạt là cái cách, đúng không? Quy luật chất cái quy luật gieo hạt thì nó quy luật nhân quả ấy, thì nó cũng chỉ là một trong 6 quy luật vũ trụ thôi. Cái mà Huy chia sẻ là sức mạnh thức là nó sẽ ứng dụng cả 6 quy luật luôn, ứng dụng cả 6 quy luật luôn, chứ không chỉ ứng dụng một quy luật thôi anh chị nhé. Quy luật nhân quả thì nó chỉ là một trong 6 quy luật vũ trụ thôi. Và muốn thật sự thành công, giàu có và hạnh phúc trọn vẹn thì phải ứng dụng đầy đủ 6 quy luật vũ trụ anh chị nhé. Ok, thì quy luật nhân quả là như thế nào? Quy luật nhân quả đó là đơn giản thôi ạ. Mình để ý là gì thì người nghèo ấy thì họ hay dạy con là
Gieo gì thì gặt nấy. Đúng không ạ? Người nghèo thì hay dạy con là gieo gió thì gặt bão. Nhưng mà chúng ta biết về sức mạnh thứ rồi. Những người nghèo dạy con là gieo gió thì gặt bão thì cái gì đến nè? Cuộc đời đầy giông bão đúng không? Tôi an toàn, tôi là thủy thủ. Nhưng mà những người giàu thì khi mà họ dạy về quy luật nhân quả cho con của mình thì họ dạy như thế nào ạ? Con à, gieo nhân tốt thì có cả một bầu trời quả ngọt. Nghe con. Đúng ạ. Và quy luật gieo hạt thì bản chất đó là gieo gì thì gặt nấy. Và chúng ta giao tiếp với bản thân chúng ta là gì ạ? Giao tiếp với chúng ta và giao tiếp với mọi người là gì ạ? Gieo nhân tốt thì có cả một bầu trời quả ngọt. Yes. Và khi gieo hạt thì có những cái yếu tố như sau. Khi gieo hạt thì có những cái quy luật như sau. Đó là bốn quy luật trong gieo hạt. Thứ nhất đó là không gieo thì không gặt. Anh chị comment lại nhé. Không gieo thì không gặt. Có nghĩa là gì? Đừng bao giờ mà có cái suy nghĩ là bạn ngồi một chỗ, bạn không làm gì mà bạn có được kết quả là thành công và giàu có. Không có bao giờ cái chuyện đó anh chị. Nếu như bạn muốn có được kết quả thì bạn phải gieo hạt. Bạn phải gieo hạt. Phải gieo hạt anh chị nhé. Muốn có kết quả thì phải gieo. Muốn có quả thì phải gieo. Còn không gieo không bao giờ gặt. Có rất là nhiều người luôn suốt ngày nói là gì? Tôi là triệu phú la, tôi là tỷ phú la. Nhưng họ không có bất kỳ hành động nào gieo mầm cho sự giàu có và thành công. Những cái hành động đó là gì? Ví dụ như đọc sách, đúng không? Đọc sách này, xem livestream này, tổng kết kiến thức trong sách, tổng kết kiến thức trong livestream, ứng dụng những kiến thức trong sách và livestream, ứng dụng cho cuộc đời, bỏ quỹ tiền cho tài chính, vân 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 vân, hay là làm thôi miên, nghe thôi miên. Những cái đó là những cái anh chị đang gieo mầm những cái hạt giống về sự giàu có. Và có rất nhiều người họ họ không làm. Và họ cứ mong chờ là tôi muốn có tiền nhiều lắm, tôi muốn giàu, tôi muốn lợi nhuận trăm tỷ vân vân. Nhưng mà không gieo thì làm gì mà gặt được. Đúng không? Hành động thì mới có kết quả, còn nếu như không hành động thì chẳng có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời chúng ta cả. Và hãy nhớ cái quy tắc quan trọng đó, quy tắc đầu tiên đó là không gieo thì không gặt anh chị nhé. Không gieo là không gặt gì hết. Nên đừng có mà một số anh chị đừng có ảo tưởng nữa. Gieo đi, phải hành động đi, phải gieo hạt đi thì mới có quả mà gặt. Ok chưa? Rồi, đó là cái quy luật thứ nhất. Quy luật gieo hạt thứ nhất. Quy luật gieo hạt thứ hai đó là đã gieo thì chắc chắn gặt. Đấy. Cái quy luật thứ hai đó là đã gieo thì chắc chắn gặt anh chị. Cỡ nào cũng gặt. Huy chia sẻ thật với anh chị là khi anh chị đã gieo hạt mầm cho sự giàu có thì chắc chắn anh chị sẽ gặt được hạt mầm về sự giàu có. Đúng không ạ? Đó là quy luật thứ hai. Đã gieo thì chắc chắn gặt. Quy luật thứ ba đó là gieo gì thì gặt nấy. Quy luật thứ ba đó là gieo gì thì gặt nấy. Nó giống như là gì? Nếu như anh chị gieo một quả gai thì gieo một cái hạt gai đúng không? Gieo hạt của gạo quả gai thì khi anh chị, dù anh chị có chăm sóc, dù anh chị có tưới nước, dù anh chị có làm mọi cách thì cuối cùng kết quả vẫn chỉ là quả gai thôi. Nhưng nếu anh chị gieo một cái hạt táo thì sao? Thì dù anh chị làm gì đi chăng nữa thì anh chị cũng chỉ có quả táo. Và những người chưa thành công ở ngoài kia thì sao ạ? Rất nhiều người họ cứ vô tình là họ gieo hạt gai mà họ lại muốn là nhận được hạt táo. Giống như là gì? Mình làm, bạn làm những cái việc mà không hỗ trợ sự có, không hỗ trợ cho những mục tiêu của bạn, không hỗ trợ cho các ước mơ của bạn. Và bạn cứ mơ là bạn giàu có, bạn đạt được những cái mong muốn. Sao mà nó phi lý như vậy? Đúng không? Giống như là cái việc là có phải là có những người họ rất là kỳ luôn, rất là không hiểu luôn ấy. Là họ nói là gì? Ước muốn của tôi là trở trở thành triệu phú đô la. Đó là mong muốn của tôi muốn giàu có. Đó là mong muốn của tôi, là tôi muốn giàu có, muốn tự do về tài chính, tôi muốn thành triệu phú đô la. Nhưng mà người họ thì sao? Lại đi làm những việc không giúp họ trở nên giàu có. Có thể một số anh chị là xem livestream của Huy rồi biết được rồi.
cái con đường này trở nên giàu có duy nhất đó là tự học. Và đọc cái gì? Phát triển tư duy, đúng không? Đọc sách Sức Mạnh Nhận Thức, đọc sách Người Giàu Có Nhất Babylon, đọc sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú, đúng không? Phát triển tư duy lên, phát triển và ứng dụng. Và bạn biết là gì? Một tháng, đúng không? Một tháng trời bạn chỉ đọc sách, đóng cửa ở nhà đọc sách thôi, bạn vẫn có tiền, bạn vẫn giàu nhé. Chỉ đóng cửa mà đọc sách thôi là vẫn giàu nhé. Đây mà cũng không làm, nói là gì? Ừ, anh bận lắm, anh bận làm việc lắm, anh có nhiều thứ phải làm lắm. Nhưng mà những cái thứ mà bạn ấy làm ấy, những cái thứ mà bạn ấy làm bao nhiêu lâu nay toàn là những việc không giúp cho bạn ấy trở nên giàu có mà bạn ấy vẫn làm. Trong khi cái việc, đúng không, cái việc mà giúp cho họ trở nên giàu có là việc đọc sách, phát triển tư duy. Đó, việc ứng dụng sức mạnh thức thì họ lại không làm. Rất là hay, đúng không? Gieo gì thì gặt nấy. Đó, đó là cái ý nghĩa mà cái câu này Huy muốn chia sẻ là gì. Muốn giàu có thành công thì bạn phải gieo hạt giàu có và thành công. Còn nếu như bạn vẫn gieo hạt nghèo thì bạn nghèo thôi. Đơn giản là như vậy thôi. Ok, đó là quy luật thứ ba. Quy luật đó là cái quy luật thứ ba trong quy luật gieo hạt nhé. Và quy luật thứ tư đó là gặt thì gấp nhiều lần gieo. Quy luật thứ tư trong quy luật gieo hạt đó là gặt thì gấp nhiều lần gieo. Nó là như thế nào ạ? Nó là ví dụ như nó đơn giản thôi, là khi mà anh chị dùng gieo một hạt táo, đúng không? Và mình chăm sóc cây táo này và cây táo này lớn lên thì cái táo này nó ra một quả hay nó ra nhiều quả cho anh chị ạ? Khi mà anh chị, đúng không ạ, khả năng cao là cây táo này, đúng không ạ, ra nhiều quả cho mình, ra rất là nhiều quả cho mình luôn. Và khi mà những cái quả này, khi mà anh chị thu hoạch xong và những cái hạt mầm mới, đúng không ạ, từ những cái quả táo mới này anh chị lại tiếp tục gieo xuống thì nó lại ra nhiều cây táo hơn, và những cái táo này nó lại tiếp tục có nhiều quả hơn rất là nhiều. Và cứ như vậy thì một thời gian sau, chỉ từ một hạt giống, đó là từ một hạt táo ban đầu, có sẽ tạo ra được một cả một bầu trời quả ngọt, đúng không? Cả một bầu trời cái quả táo được quả ngọt làm gì? Đây, từ một hạt thôi có thể tạo ra một bầu trời quả ngọt. Đó là ý nghĩa của cái câu gặt gấp nhiều lần gieo. Ok. Và có một cái việc mà Huy muốn anh chị là phải lưu ý trong cái việc gieo hạt anh chị nhé. Cái việc này là rất là quan trọng luôn. Đó là khi anh chị gieo hạt ấy thì hãy gieo hạt với chủ đích tích cực. Khi anh chị gieo hạt thì anh chị hãy gieo hạt với chủ đích tích cực. Tại sao lại Huy lại nói là gieo hạt với chủ đích tích cực? Tại vì nếu như anh chị gieo hạt mà anh chị không có chủ đích thì vô tình là mình sẽ gieo hạt trên những mảnh đất không tốt, đúng không? Và dù là ngay bây giờ mà anh chị có những cái hạt mầm rất là quý giá, rất là tốt tươi, rất là quý giá luôn, nhưng mình lại vô tình gieo trên những mảnh đất không màu mỡ, những mảnh đất ví dụ như bây giờ giả sử đây lấy cái miếng này đi là một mảnh đất và mình gieo những cái hạt dệt hạt mầm lên, và đây là sim, đây là thép, đây là thép hay nhôm gì đó, nó có giúp cho cái hạt mầm này, dù là hạt mầm này rất là tốt nhé, hạt mầm này cực kỳ tốt luôn, anh chị gieo ở đây, anh chị tưới tiêu, anh chị bón phân, anh chị tưới nước, nhưng mà cái mảnh đất này có trồng được không? Nó không ra được đâu ạ, đúng không? Nó không có ra được quả đâu, đúng không? Tại vì đây là một mảnh đất không màu mỡ. Đây, nó cứ ngắt như này là xong rồi ạ. Và chúng ta phải chọn những mảnh đất tốt, những mảnh đất màu mỡ, và hãy gieo hạt với chủ đích tích cực. Gieo hạt với chủ đích tích cực là gì? Là gieo hạt trên những mảnh đất màu mỡ gì nhé. Gieo hạt trên những mảnh đất màu mỡ. Nói đơn giản là như thế này thôi. Giống như là Huy đang ở đây, Huy đang chia sẻ và gieo hạt về tài chính, đúng không? Và Huy chỉ dành thời gian quý báu của mình cho những anh chị đang xem livestream, những anh chị đang thật sự nghiêm túc. Bây giờ thì Huy cũng biết là đang là 10 giờ, 10 giờ 10 ở Việt Nam là cũng là khá là trễ rồi. Nhưng mà anh chị vẫn vẫn nghiêm túc xem livestream, vẫn nghiêm túc là dành cái thời gian quý báu của mình để lên đây xem livestream và phát triển tư duy. Thì
có phải là mọi người đang là những mảnh đất rất màu mỡ mà. Và khi Huy gieo hạt về tài chính là Huy gieo hạt cho những người, Huy chia sẻ những kiến thức này là cho những ai đang khao khát giàu có và thành công. Những người đang khao khát giàu có thành công thì đó chính là những mảnh đất tốt, những mảnh đất màu mỡ. Chứ Huy không có rảnh mà đi mà có một số người họ muốn hẹn cà phê với Huy hay họ muốn gặp Huy, nhưng mà thật sự Huy nói luôn á, không có rảnh gặp đâu à. Tại vì ngay cả việc mà họ lên livestream, họ xem thôi, họ đọc sách thôi, họ không làm được. Thì đó là những người họ không màu mỡ, đó là những mảnh đất không màu mỡ. Nên là mình cũng chả cần mất thời gian của mình gặp những cái người đó làm gì. Đấy, nhưng mà sẵn Huy sẵn sàng chia sẻ tất cả những cái tư duy mà giúp cho mình trở nên giàu có và thành công. Đúng không ạ? 100% cho tất cả các anh chị ở đây. Là bởi vì là tất cả những anh chị em ở đây là những người, những mảnh đất màu mỡ, là những người đã thật sự khao khát, đúng không ạ? Khao khát sự giàu có và thành công. Nên là mình mới có thể là xem livestream được cho tới thời điểm này. Đấy. Và chính vì, đúng không ạ? Và nên là nhớ là gì? Nếu như sau này anh chị có gieo hạt về tài chính, nếu mình có chỉ chia sẻ tư duy về tài chính hay là cái cách quản lý tiền hay về tầm nhìn cho một cái người bạn của mình, thì hãy nhớ là gì? Gieo hạt và trên những mảnh đất màu mỡ, chia sẻ cho những người đang thật sự khao khát. Chứ bây giờ tự dưng mình có rất nhiều tư duy hay, nhưng mà mình chia sẻ cho một cái người bạn của mình, đúng không? Mình biết là họ đang nghèo, họ đang chưa giàu, họ đang rất là cần tiền, nhưng mà họ lại không sẵn sàng đón nhận những cái giá trị này, thì chúng ta cũng không nên là không vui anh chị nhé. Chúng ta cũng không nên không vui. Chúng ta hiểu là gì? Bởi vì anh chị gieo hạt không đúng người thôi. Đúng à, mình gieo hạt chưa đúng người thôi. Nhưng nếu anh chị gieo hạt đúng người thì là rất là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời luôn. Và nhớ là gì? Hãy gieo hạt trên những mảnh đất màu mỡ. Và nói đi nói lại thì gì? Như Huy vừa nói là gì ạ? Bản thân tất cả mọi những anh chị đang xem livestream ở đây đều là những mảnh đất màu mỡ hết. Đúng không ạ? Đều là những mảnh đất màu mỡ hết. Và có phải là chính mỗi người chúng ta, mỗi anh chị ở đây này, là những mảnh đất màu mỡ, và chính chúng ta, chính tiềm thức của anh chị là những mảnh đất màu mỡ nhất, đúng không ạ? Vậy nên trước khi anh chị gieo những cái hạt tài chính này cho người khác thì hãy gieo cho chính mình, hãy gieo hạt cho chính tiềm thức của mình. Đúng không ạ? Hãy gieo cho chính cái tiềm thức của mình. Rất là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Hãy gieo cho chính tiềm thức của mình, có nghĩa là tiềm thức của anh chị chính là mảnh đất màu mỡ đấy. Và việc của mình là gì? Hãy thật sự đọc sách, xem stream, thật sự phát triển tư duy đi, phát triển tầm nhìn, phát triển tư duy, phát triển về những cái kiến thức, những cái thông tin về tài chính, trở thành một chuyên gia về tài chính, một cái chuyên gia về công nghệ, chuyên gia về lĩnh vực, những cái lĩnh vực mà anh chị tham gia để mình là trở thành người giỏi nhất, thì mình mới có thể trở mới thành công về giàu có được. Và chính anh chị đây, mỗi tiềm thức của anh chị chính là mảnh đất màu mỡ nhất, và nó rất cần được gieo những hạt giống về tài chính này. Nên hãy dành càng nhiều thời gian càng tốt cho việc phát triển tư duy, cho việc phát triển tầm nhìn anh chị nhé. Ok, thì đó là cái quy luật thứ 5, là quy luật gieo hạt, đúng không ạ? Quy luật nhân quả. Và quy luật cuối cùng là quy luật thứ 6. Quy luật thứ 6 đó là quy luật đúng không ạ? Quy luật thứ 6 thì đó là quy luật cân bằng anh chị nhé. Quy luật thứ 6 trong 6 quy luật vũ trụ đó là quy luật cân bằng. Quy luật cân bằng là gì? Quy luật cân bằng nó đơn giản là những cái giá trị, cái số tiền hay những cái giá trị mà bạn nhận được, nó tương ứng với những giá trị bạn, giá trị nội tại của bạn. Ok, Huy nói lại nha. Cái quy luật chân cân bằng thì nó là đơn giản là nó đơn giản là gì? Là những cái giá trị mà bạn nhận được trong cuộc sống nó tương ứng với lại những giá trị nội tại của bạn. Giá trị bạn nhận được trong cuộc sống, ví dụ như là bạn nhận được tiền về này, đúng không? Tiền về là có phải là nó tương ứng với giá trị bạn tặng, đúng không? Thì đó là giá trị bạn nhận được. Bạn có tài chính về tiền về hay là được ăn miễn phí hay được tặng những cái thứ gì đó thì nó có là những cái giá trị. Và những cái giá trị mà bạn nhận được trong cuộc đời này nó tương ứng với giá trị nội tại của bạn. Vậy thì giá trị nội tại là gì? Giá trị nội tại đó là
tư duy gốc rễ của bạn, cộng với lại những giá trị bạn trao cho cộng đồng. Đấy. Đấy, những cái giá trị bạn nhận được, hay là Huy nói đơn giản là những cái tài sản của bạn đang có ấy. Những cái tài sản bạn đang có là những cái cả về vô hình lẫn hữu hình nhé, cả về tình cảm hay là cả về tài chính, cả về vật chất, thì nó là những cái giá trị. Huy nói chung là cái giá trị bạn đang được nhận, đang có trong cuộc đời này, thì nó bằng với lại là cái giá trị nội tại của bạn. Và giá trị nội tại của bạn thì nó bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho cộng đồng. Đấy, thì nó đơn giản như vậy thôi. Tại vì người tạo ra giá trị cho cộng đồng càng nhiều thì người đó càng giàu. Đúng rồi, như cái livestream mà Huy nói đấy, tiềm thức trong của cải vật chất, đúng không? Thì bản chất là gì? Nếu như mà anh chị tạo ra càng nhiều giá trị cho cộng đồng, giúp đỡ cho càng nhiều người trở nên giàu có, thành công và hạnh phúc trọn vẹn, thì chính anh chị là những người có được những sẽ được nhận lại những điều đó nhiều nhất. Đấy, như và nhớ là gì? Và nhớ là cái điều quan trọng nhất đó là phải phát triển và thay đổi tư duy của mình nhanh lên anh chị. Đúng không ạ? Phải phát triển tư duy. Phải phát triển tư duy của mình anh chị nhé. Vì tư duy là điều quan trọng nhất. Thay đổi tư duy, đúng không ạ? Vì dù là nếu như mà bạn muốn thay đổi kết quả, bạn thay đổi hành động, nhưng tư duy bạn không thay đổi thì cỡ nào đi chăng nữa thì tiềm thức cũng bắt bạn có cái kết quả tương ứng với lại là cái tư duy của bạn. Nên hãy nhớ là muốn có được là kết quả, đúng không ạ? Hay là nói giá trị đi, giá trị bạn nhận được là ví dụ như là cái kết quả là bạn là có 23 tỷ đi, thì bạn phải có là cái tư duy gốc rễ là tư duy của triệu phú đô la, là người có 23 tỷ trở lên, và bạn có cái giá trị tạo ra cho cộng đồng, nó tạo ra được cái tương ứng với lại là giúp cho bạn có được cái lợi nhuận là 23 tỷ. Ok chưa? Ok, thì Huy nói lại nhé, bản chất là có 6 quy luật vũ trụ. Và thứ nhất là quy luật nhất quán, đó là cách bạn làm một việc là cách bạn làm tất cả mọi việc. Quy luật thứ hai là quy luật tập trung, là cái gì tập trung thì cái đó mở rộng. Quy luật thứ ba đó là quy luật trong ngoài, là thế giới bên trong hình thành nên cái thế giới bên ngoài. Thứ vô hình thì tạo ra thứ hữu hình. Cái thứ tư đó là quy luật nhân quả, đúng không ạ? Cái thứ tư đó là quy luật hấp dẫn chứ. Thứ tư là quy luật hấp dẫn, là cái gì giống nhau thì hữu nhau. Thứ năm đó là quy luật nhân quả, đó là gieo nhân gì, đúng không ạ? Gieo gì thì gặt nấy, gieo nhân tốt thì có một bầu trời quả ngọt. Và cuối cùng đó là quy luật cân bằng, đó là những giá trị bạn nhận được trong cuộc sống này nó sẽ tương ứng với lại giá trị nội tại của bạn. Và giá trị nội tại của bạn thì đó là tư duy gốc rễ của bạn cùng với lại giá trị bạn trao cho cộng đồng. Đó là 6 quy luật vũ trụ. Và như Huy nói là gì? Không chỉ chúng ta không chỉ ứng dụng một, đúng không ạ? Có một số cộng đồng thì là có một số người thì chỉ ứng dụng luật hấp dẫn này, có người thì là ứng dụng luật nhân quả này, đúng không ạ? Nhưng mà Huy chia sẻ là gì? Bản chất là chúng ta cần phải nhớ là phải dùng ứng dụng đủ 6 quy luật vũ trụ, đúng không ạ? Và như Huy nói, bản chất là khi anh chị sử dụng 6 quy luật vũ trụ, anh chị là cách mà để chúng ta sống thuận theo tự nhiên, thuận theo các quy luật của vũ trụ, thuận theo tự nhiên, thuận theo vũ trụ, thì mọi điều lợi lạc nhất, những điều tốt đẹp nhất đều đến với cuộc đời của chúng ta. Ok. Và hôm nay thì chúng ta sẽ ngừng livestream ở đây và hẹn anh chị vào livestream gần nhất, đúng không ạ? Thì tối ngày mai thì Huy sẽ ra khu Gangnam. Khu Gangnam anh chị biết ở Hàn Quốc thì có cái Gangnam Style đấy. Thì tối mai thì Huy sẽ ra khu Gangnam Huy chơi, nên là mình sẽ không livestream anh chị nhé. Thì có thể nếu được thì mình sẽ livestream ở khu Gangnam cho anh chị xem thôi. Cho anh chị xem để mình truyền cảm hứng cho anh chị, đúng không? Để mình có được cái không khí có ở cái khu Gangnam, cái khu ăn chơi bậc nhất của Seoul, khu ăn chơi bậc nhất của cái thành phố Seoul của Hàn Quốc nó như thế nào, đúng không? Thì tối mai thì chúng ta sẽ không livestream. Tối mai thì chúng ta sẽ không livestream anh chị nhé. Huy sẽ không livestream mà là thôi mình sẽ giờ lại là livestream là sau khi mà Huy đi hẹn về.
Huy đi Hàn Quốc về thì Huy sẽ tiếp tục cái chủ livestream được mà. Chúng ta phải chúc tất cả anh chị em tối, cho nên là tối mai không livestream anh chị nhé. Có thể là mình sẽ hẹn lại là khoảng là một ngày 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 hôm sau đó thôi. Ngày hôm sau đó thôi thì chúng ta sẽ lại tiếp tục livestream. Thì chúc tất cả anh chị em là có một giấc ngủ tràn ngập với sự đúng không ạ? Tràn ngập với ý niệm của sự giàu có, sự bình an, sự thành công, sự thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn. Và chúc tất cả anh chị em là đúng không ạ? Hôm nay là một ngày bùng nổ về doanh số, hôm nay là một ngày bùng nổ về lợi nhuận và hôm nay là một ngày bùng nổ về tiền. Yes. Tối đúng không ạ? Tối mai thì Huy sẽ livestream cho anh chị nhé. Livestream cho anh chị ở khu Grand Names nhé. Ok, và hẹn tới anh chị em vào livestream tiếp theo. Và mình nhớ cái gì? Phải nhớ livestream ngày hôm nay là một cái livestream mà anh chị cần phải nhớ nhất, cần phải ứng dụng, tại vì đây là cái gọi là cái công thức ứng dụng, công thức mà mạnh nhất anh chị, công thức gọi là mạnh nhất luôn trong việc sử dụng sức mạnh nhất luôn, và chỉ cần anh chị sống thuận theo 6 luật vũ trụ này thôi, thật sự luôn, phải luôn luôn nhớ, dù chuyện gì xảy ra thì cũng hãy sống theo 6 luật vũ trụ này, thì mọi điều tốt đẹp nhất, mọi điều lợi lạc nhất sẽ đều đến với cuộc đời của anh chị. Huy khẳng định anh chị luôn. Và chúng ta thì sẽ có, và khi mà anh chị sống thuận theo 6 quy luật này thì anh chị sẽ có cái cuộc sống mà tự do, giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc, trọn vẹn và bền vững luôn. Nó gọi là bền vững luôn, chứ không phải là sẽ có lúc là có tiền, lúc thì không có tiền, lúc thì lợi nhuận về mấy trăm triệu, lúc thì lợi nhuận không có. Không phải đâu ạ. Khi mà anh chị sống thuận theo 6 quy luật vũ trụ thì là mình sẽ gọi là tiền về nhé. Tiền về và thành công về một cách bền vững anh chị. Bền vững anh chị, Huy đang nói bền vững luôn. Trong khi rất là nhiều người ngoài kia là cũng làm cùng cái lĩnh vực với mình, cũng tham gia về thị trường tài chính, cũng tham gia thị trường bất động sản, cũng tham gia về thị trường công nghệ giống như Huy. Nhưng mà tại sao mà thị trường có lên hay xuống thì mình vẫn là người có rất nhiều tiền, đúng không ạ? Tiền về với mình vẫn rất nhiều, mình vẫn có được rất là nhiều thành công về tài chính luôn. Là bởi vì là mình cái bí kíp ngày hôm nay Huy chia sẻ đó là 6 quy luật vũ trụ. Nên chị hãy ghi nhớ nhé, ghi nhớ và ứng dụng nghiêm túc 6 quy luật này. Thì đây là cái công thức mà quan trọng nhất. Công thức gọi là công thức mà để cho là thịnh vượng bền vững anh chị nhé. Thành công bền vững mà thịnh vượng bền vững luôn. Cỡ nào cũng là liên tiếp thành công luôn anh chị. Liên tiếp thành công mình làm cách bền vững anh chị nhé. Ok, thì hôm nay chúng ta kết thúc livestream ở đây. Và như nếu mà những anh chị em nào mình xem livestream mình thấy có giá trị, mình thấy hay thì mình hãy share livestream, chia sẻ livestream cho những người bạn của mình, cho càng nhiều người càng tốt, để chúng ta gieo nhân tốt thì có một bầu trời quả ngọt anh chị nhé. Ok, và hẹn tới cả gặp lại anh chị tại đúng không ạ? Hẹn anh chị gặp lại anh chị là vào cái livestream gần nhất, livestream tiếp theo. Và nhắc nhở anh chị là gì? Ngày 8 thứ 6. Thứ 6 là ngày ngày 8 tháng 3 đúng không ạ? Thứ 6 là ngày 8 tháng 3. Tối thứ 6 ngày 8 tháng 3 thì ở Sài Gòn thì Huy sẽ có một buổi offline, một buổi offline câu lạc bộ là Chạm Tay Hoa Vàng. Và những anh chị em nào ở Sài Gòn thì mình có thể là tham gia, đúng không ạ? Để chúng ta cùng gặp gỡ, giao lưu trực tiếp anh chị nhé. Ok, rồi, bye bye, I love you. Hẹn tất cả anh chị em vào livestream gần nhất.